mà em tham gia gần cách đây gần 3 năm, các anh chị mình biết thời điểm đó có bao nhiêu sản phẩm không các anh chị? Chỉ có khoảng 200 sản phẩm thôi các anh chị. 200 sản phẩm thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta đang có 2.700 sản phẩm, khoảng gần 3.000 sản phẩm để các anh chị mình kinh doanh. Từ vài chục nghìn có, đúng không? Như một cái tuýp kem đánh răng các anh chị, hay là một cái gói trái cây sấy, đúng không ạ? Hay đến những cái sản phẩm như là thanh lăn nách này, đúng không? Dầu gội, sữa tắm, rồi thậm chí là căn nước lau nhà, rồi bỉm, rồi tã cho trẻ con, đúng không các anh chị? Đấy, rồi nước giặt, rồi đến những cái sản phẩm cao cấp hơn một chút xíu, giống như là nồi niêu xoong chảo này, đúng không? Bếp từ, bếp ga, nồi chiên không dầu, máy ép chậm, máy sấy tóc, đủ mọi thứ hết các anh chị. Mà các anh chị mình không cần phải bỏ bất cứ một đồng vốn nào ra để các anh chị nhập hàng cả. Nếu mà cái điều này mà cách đây, quay trở lại cách đây khoảng tầm là thời điểm mà em còn học đại học với các anh chị, thì không có những cái mô hình như vậy để chúng ta kinh doanh các anh chị. Nếu có thì nó ở bên nước ngoài, đúng không nào? Và cái hạn chế của chúng ta là ngôn ngữ, đúng không các anh chị? Thế nhưng mà rất là biết ơn Dropy, bởi vì khi mà Dropy ra đời ấy, các anh chị có cái hình thức kinh tế chia sẻ thì chúng ta đã có thể tận dụng được cái điều đấy và chúng ta kinh doanh. Có những anh chị nào ở đây mà mình cảm thấy là gì ạ, mình đang có một cái công việc ổn định, mình rất là muốn tập tành kinh doanh, bởi vì các cụ vẫn hay nói là vụ phi thương bất phú, đúng không anh chị? Nhưng mà bởi vì là cái thời gian nó eo hẹp, đúng không, cái nguồn vốn nó eo hẹp, đúng không anh chị? Mình cũng chẳng, một ngày mình đi làm 9-10 tiếng rồi, mình cũng không có thời gian để mình đóng gói, mình ship hàng, mình cũng chẳng biết phải liên hệ nhà cung cấp nào, đúng không, mình cũng chẳng biết phải bán cái sản phẩm gì cho nó hợp lý, bán cái sản phẩm gì cho nó đúng với cái xu hướng thị trường, đúng không anh chị? Những anh nào mà mình gặp phải những cái sự loay hoay như vậy thì các anh chị mình có thể đánh số, đánh dấu chấm lên trên không chat được không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì em thấy rằng là các chị mình đã có cơ duyên, mình biết đến Shopee, thì nó sẽ là một cái mô hình mà em cam kết với tất cả các anh chị. Sau gần 3 năm em kinh doanh cùng Shopee và đang có một cái sự thu nhập vô cùng ổn định cùng Shopee và đang có đồng hành cùng với rất nhiều anh chị khác, thì làm sao Shopee sẽ giải quyết toàn bộ những cái vấn đề của các anh chị, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đã đến 8 giờ rồi, đúng không anh chị? Và bên ngoài phòng chờ vẫn càng còn đang rất nhiều anh chị đang tiến vào. Thì nếu mà ở trong phòng chờ, phòng Zoom ngày hôm nay vẫn còn anh chị đối tác đại lý nào, thì các anh chị mình vui lòng giúp em được không ạ? Mình sẽ nhường cái suất này cho anh chị mà mình đang tìm hiểu các anh chị nhé, đúng không ạ? Và một số những cái giao kèo trước khi mà em mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay lên, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tham gia đến tận cuối chương trình các anh chị nhé, sẽ có một cái phần quà rất đặc biệt cho những anh chị tham gia đến cuối chương trình. Bởi vì quan điểm của các anh chị em trong đối tác kinh doanh Dropy vẫn luôn nói với nhau, đó là gì ạ? Cái cách mình làm một việc nó sẽ là cái cách mình làm nhiều việc, đúng không anh chị? Và chúng ta sẽ quan niệm với nhau là chúng ta sẽ hoàn thành hơn hoàn hảo, và nhất định chúng ta sẽ ngồi tới cuối chương trình ngày hôm nay. Các anh chị mình đồng ý với em thì các anh chị mình đánh số 68 được không ạ? Được không các anh chị? Và trong cái quá trình chia sẻ của CEO của Dropy ngày hôm nay sẽ bao gồm vô cùng nhiều thông tin và sẽ không thể nào mà dừng lại, đúng không ạ? Sẽ không thể nào mà cứ thỉnh thoảng lại dừng lại để trả lời các câu hỏi của các anh chị được. Thế cho nên là chúng ta sẽ nhường cái phần giải đáp và giao lưu đến cuối chương trình các anh chị, được không ạ? Đó, và một cái phần nữa đó là gì ạ? Một cái mô hình nào, hay một cái công việc nào, hay một cái cơ hội nào nó có hay đến mấy thì nó cũng có thể phù hợp với anh A, chị B, chị C, không phù hợp với anh A, chị B, chị C, đúng không ạ? Thế cho nên nếu mà các anh chị mình cảm thấy không phù hợp là chúng ta sẽ vô cùng giữ cái nét văn hóa là tôn trọng lẫn nhau các anh chị nhé. Chúng ta không phù hợp, chúng ta tìm hiểu thêm và chúng ta quay lại, được không các anh chị? Rồi, thế thì các anh chị mình đã hào hứng để chúng ta tham gia cái buổi chương trình ngày hôm nay với nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta. Đó là một người thuyền trưởng, đúng không ạ? Một trong ba người thuyền trưởng mà em Thủy vô cùng ngưỡng mộ, và em Thủy cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì được kinh doanh, được hợp tác với những người có tâm, có tầm và có tài như vậy các anh chị. Và cái chiến lược của Dropy trong 10 năm tới là sẽ có mặt trên 100 quốc gia. Dropy là một cái mô hình kinh doanh made in 100, made in Việt Nam 100% các anh chị nhé. Các anh chị mình có mong muốn một ngày nào đó chúng ta sẽ là những cái người mà những cái cánh tay dài đưa Dropy ra thế giới giống như VinFast không các anh chị? Lúc này chúng ta không còn là kinh doanh nữa mà nó là một cái niềm tự tôn dân tộc các anh chị. Thì chúng ta có muốn không ạ? Nếu mà muốn thì các anh chị mình thả bông, thả hoa hay đánh chữ muốn bất cứ thứ gì các anh chị. Chúng ta sẽ là một cái cộng đồng mà làm sao chúng ta sẽ trở thành một cái con rồng châu Á, đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Thế thì ngày hôm nay các anh chị mình hãy thật sự tập trung lắng nghe. Và những cái, nếu mà ngày hôm nay các anh chị mình quyết định nắm lấy cái cơ hội để kinh doanh cùng Dropy, rất có thể 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, anh chị mình sẽ bắt tay em Thủy, đúng không ạ? Được bắt tay anh Ấn và cảm ơn, bởi vì ngày hôm nay các anh chị mình đã ra quyết định hợp tác cùng với Dropy. Và không làm các anh chị mình chờ đợi lâu thêm nữa, người đàn ông mà em vô cùng ngưỡng mộ ngày hôm nay đó là CEO Trần Thiên Ấn, đúng không ạ? Một trong ba trụ cột rất là lớn của Dropy sẽ có mặt trên đây để có thể chia sẻ với các anh chị cái tiềm năng của Dropy, cách thức để các anh chị mình có thể hợp tác cùng với Dropy và định hướng cho cuối năm 2023 và năm 2024 khi mà các anh chị mình quyết định hợp tác cùng với Dropy. Rồi, xin phép được mời CEO anh Trần Thiên Ấn sẽ lên đây chia sẻ cùng với mọi người ạ. Em xin phép được mời anh Ấn ạ. Rồi, ok. Cảm ơn Dương Thị rất là nhiều với cái phần chia sẻ mở đầu cũng như là cái phần giới thiệu không thể tuyệt vời hơn các anh chị.
À, các anh chị thấy đối tác của Robbie có tuyệt vời không các anh chị? Các anh chị thấy đối tác của Robbie có nhiều năng lượng và có xuất sắc không các anh chị? Ấn nghĩ rằng là khi mình đi kinh doanh đó các anh chị, những cái người mà người ta sẽ làm cùng với mình, cái môi trường mà mình sẽ hợp tác kinh doanh nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ. Thì hy vọng rằng là các anh chị sẽ có nhiều những cái cơ hội để mà mình có thể được làm quen, được kết nối với rất là nhiều những đối tác của Robbie, để từ đó mình có một cái nhìn nó gọi là nó tổng quan hơn, nó đầy đủ hơn về kinh doanh của Robbie nhé các anh chị. Rồi, lời đầu tiên thì xin cho phép ấn được. Anh Ấn có thể giơ tay lại, anh Ấn có thể giơ tay lại để em spotlight mình được không ạ? Các anh chị vẫn chưa nhìn thấy được anh. Ok, anh spotlight luôn rồi. Dạ. Rồi, ok. Lời đầu tiên thì xin cho phép ấn được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả gần 1.000 các anh chị chúng ta đang có mặt ở trong cái Zoom ngày hôm nay của mình. Và theo như ấn được biết thì cái chương trình này thì có một số các anh chị đối tác là mình cũng livestream. Thì ấn nghĩ rằng là cái số lượng tham gia của chúng ta trong cái buổi ngày hôm nay thì nó sẽ là một con số mà rất là lớn. Thì để mà một số các anh chị nào mà mình ấn chưa có được phép, chưa có cơ hội để mà giao lưu và làm quen với các anh chị thì mình cũng xin giới thiệu lại thông tin đầy đủ của mình. Thì mình họ tên đầy đủ là Trần Thiên Ấn các anh chị. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với Robby thì mình hiện tại đang là đồng sáng lập và là CEO của Robby. Robby thì đã được Ấn cùng với một số các anh em mình sáng lập từ năm 2018 và trải qua khá là nhiều những cái thăng trầm, khá là nhiều những cột mốc. Thì tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được những cái định hình ban đầu, có được những cái bước phát triển ban đầu. Và buổi tối ngày hôm nay thì trong một cái buổi tối và cái nhiệm vụ của Ấn là sẽ giúp cho các anh chị ở đây, đặc biệt là các anh chị mới, những anh chị mà gọi là mới đối với định nghĩa của Robby các anh chị, đó là những anh chị mà mình chưa chưa có thực sự là trở thành đối tác của Robby, mình chưa phải là đối tác chính thức của Robby, mình vẫn đang trong giai đoạn là mình tìm hiểu, mình vẫn đang trong giai đoạn là mới bắt đầu nắm bắt những cái thông tin này. Thì nếu như mà các anh chị nào là những anh chị người mới giống như vậy thì các anh chị comment số 1 giúp chấn nha, để mà mình xem thử rằng là cái số lượng các anh chị mà là những người mới, những anh chị mới của Robby thì số lượng đó nó có nhiều hay không ạ. Trong cái buổi tối ngày hôm nay, và cái nhiệm vụ vấn trong cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị, đó là làm sao để mà thông qua tầm khoảng là 1 tiếng rưỡi, tức là 90 phút các anh chị, mình sẽ giúp cho các anh chị có thể hiểu hết được về kinh doanh của Robby, hiểu gọi là gì các anh chị, hiểu tận tận tường, để mà từ đó mình có thể đưa ra được những cái quyết định. Thì thật sự là gì các anh chị, cái điều này nó không phải là đơn giản, nó không phải là dễ để mà mình chỉ trong vòng có 90 phút ngắn ngủi mà mình truyền tải hết được cái thông điệp của một cái kinh doanh mà mình đã xây dựng nó trong 5 năm các anh chị. Tuy nhiên cũng hy vọng rằng là các anh chị đã dành cái thời gian cho cái buổi ngày hôm nay. Thì một cái điều mà có thể chắc chắn và cam kết các anh chị là cái buổi tối ngày hôm nay nó sẽ là một cái buổi tối mang lại nhiều cái giá trị cho các anh chị. Cái giá trị đầu tiên chúng ta có thể có được với nhau, đó là một cái khoảng thời gian mà chúng ta cùng nhau gặp gỡ, mình giao lưu, mình làm quen với những cái người bạn mới, với những cái thông tin mới. Và cái điều hay hơn nữa, một cái điều tuyệt vời hơn nữa, nếu như mà chúng ta có thể có được các anh chị, đó là nếu như các anh chị vẫn đang đau đáu đi tìm một cái điều gì đó, chúng ta vẫn có một cái điều gì đó mà mình đang không hài lòng về những cái hiện tại của bản thân mình và mình vẫn đang đau đáu đi tìm, thì Robby nó có thể rằng là một cái điều gì đó mà nó phù hợp, nó khớp với lại là cái điều mà các anh chị đang đi tìm. Và ở cái điểm chạm đó chúng ta có cái cơ hội, chúng ta có cái nhân duyên để mà được đồng hành cùng với nhau, để mà có thể ngồi lại với nhau ở những cái buổi sau, mình có thể gọi là gì các anh chị, mổ xẻ nhiều hơn, mình có thể tìm hiểu được nhiều hơn, thì cái điều đó thì cái điều nó sẽ quá tuyệt vời các anh chị. Tuy nhiên người ta nói rằng là gì các anh chị, không có cái điều gì nó có thể xảy ra nếu như chúng ta không có thật sự mở lòng và đón nhận các anh chị. Giống như một cái chai nước, mình không thể nào mình rót thêm nước vào nếu như mà cái nắp chai nó đang đóng các anh chị. Nên rất là hy vọng rằng là gì các anh chị, các anh chị ở đây trong cái buổi tối này, các anh chị đã bắt đầu có những cái tò mò hoặc là có những cái quan tâm mà các anh chị dành thời gian cho cái buổi tối này, thì các anh chị sẽ giúp chấn làm một cái động tác, đó là mình mở cái nắp chai của mình các anh chị, mình mở cái nắp chai để mà mình lắng nghe những cái thông tin trong cái buổi tối ngày hôm nay với một cái tâm thái fresh nhất, một cái tâm thái mà nó mang cái tính cởi mở nhất, một cái tâm thái mà nó thoải mái nhất các anh chị, một cái tâm thái mang đúng cái ý nghĩa của một cái người đang tìm hiểu. Thì cái điều đó nó mới giúp ích được cho chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nếu như mà các anh chị đồng ý với những cái điều này và bản thân các anh chị cũng đã sẵn sàng cho cái buổi tối ngày hôm nay, thì các anh chị comment là đồng ý và sẵn sàng giúp chấn để mà chúng ta có thể bước vào cái nội dung chính các anh chị. Ok. Thì giống như Ấn có nói với các anh chị là hy vọng rằng là gì các anh chị, chúng ta
là những người mà mình đang đi tìm kiếm một cái điều gì đó. Mình có một cái điều gì đó mà mình đang đau đáu các anh chị. Vậy thì không biết rằng là thường các anh chị thì tất cả mọi thứ nó sẽ xuất phát từ cái điểm mà chúng ta đang đứng, cái nơi mà chúng ta đang đứng. Và thường các anh chị thì tất cả mọi thứ mà chúng ta đi tìm hoặc là chúng ta đang đau đáu các anh chị, nó đều phải dựa trên một cái nền tảng về tài chính, à về những cái công việc hiện tại của chúng ta. Vậy thì rõ ràng rằng là nếu mà mình muốn đi tìm một cái điều gì đó thì mình sẽ phải biết rằng là mình đang ở đâu, mình đang có những cái lợi thế gì và mình sẽ cần phải đi tìm những cái gì. À đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ xem thử này các anh chị. À mình sẽ xem thử rằng là ở cái thời điểm hiện tại thì nó có bao nhiêu cái phương thức để mà mình có thể xây dựng tài chính. Các anh chị sẽ giúp cho Ấn xem thử rằng là có phải rằng là ở đây mình đã liệt kê ra gần như là đầy đủ hết tất cả những cái phương thức xây dựng tài chính hay là nó vẫn còn một cái phương thức nào đó khác nữa. Và các anh chị sẽ giúp cho Ấn xem thử rằng là trả lời giúp cùng với nhau rằng là mình đang ở cái phương thức này. Vậy thì đa phần các anh chị, đây là một cái gọi là một cái nghiên cứu và là một cái bộ sách rất là nổi tiếng dạy về kinh doanh của một trong những cái người triệu phú trên thế giới và là một trong những cái ấn phẩm bestseller bán được rất là nhiều ở trên mọi thời đại về kinh doanh các anh chị. Thì theo như cái nghiên cứu này các anh chị, thì thực tế dù chúng ta có thể làm nhiều cái công việc khác nhau, dù chúng ta ở nhiều cái độ tuổi khác nhau, dù chúng ta ở nhiều cái xuất phát điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần chúng ta chỉ có bốn cái phương thức để mà mình có thể xây dựng tài chính thôi các anh chị. Thứ nhất, à là gì các anh chị? Là mình có một cái công việc và mình được trả lương cho cái công việc đó. Cái phương thức thứ hai là gì các anh chị? Đó là mình tự làm chủ cho một cái kinh doanh nào đó của mình và mình tự trả lương cho bản thân mình. Ví dụ như là cái người bác sĩ, à mở phòng mạch riêng. Ví dụ như là một cái người chủ một cái cửa hàng ăn uống. Ví dụ như là một cái gọi là gì các anh chị? Một cái chủ của một cái quán cà phê nhỏ chẳng hạn, giống như vậy. Thì đó là cái hình thức thứ hai. À cái hình thức thứ ba các anh chị, đó là mình có một cái doanh nghiệp và ở đây thì cái doanh nghiệp đó nó sẽ phục vụ cho mình, cái hệ thống đó nó sẽ làm việc cho mình. Và theo như cái nghiên cứu này các anh chị, thì một cái doanh nghiệp nó được gọi là một hệ thống khi mà nó có cái quy mô nhân sự đâu đó tầm khoảng là từ 500 nhân sự trở lên, đó là một cái nhân sự chuẩn các anh chị, còn không ít nhất nó phải là từ 100 nhân sự trở lên thì nó được mới được tính là một cái phương thức khác so với lại là cái phương thức là gì các anh chị, là làm tư, là cái phương thức mà mình tự làm chủ và mình tự trả lương cho mình đó các anh chị. Và cuối cùng thì nó có thêm một cái phương thức nữa, đó là chúng ta là cái người đầu tư. À thì khi mà mình là một cái người đầu tư các anh chị thì tiền nó sẽ làm việc cho mình sẽ cầm tiền để mình đầu tư cái này đầu tư cái kia. Thì nó sẽ có bốn cái phương thức để mà mình xây dựng tài chính giống như này các anh chị. Vậy thì các anh chị có thấy rằng là có phải rằng là mình là nằm ở một trong bốn cái phương thức này không? Vậy thì nếu như anh chị nào nằm ở gọi là cái phương thức thứ nhất thì các anh chị comment số 1. Anh chị ở phương thức thứ hai mình comment số 2, số 3, số 4 để mà mình xem thử rằng là trong cái Zoom ngày hôm nay của chúng ta thì mình chủ yếu mình đang nằm ở những phương thức nào các anh chị. Đa phần các anh chị, à, theo như cái nghiên cứu này các anh chị thì tầm khoảng là 80%, 80% những cái người ở trên thế giới các anh chị thì mình sẽ nằm ở cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Có nghĩa là hoặc là mình là một cái người đi làm công làm thuê cho một cái công việc nào đó hoặc là mình làm tư cho chính bản thân mình các anh chị, 80%. Vậy thì có nghĩa rằng là trong cái Zoom của chúng ta ngày hôm nay nếu như mình có 1.000 các anh chị thì đa phần là 80% như là 800 các anh chị mình sẽ nằm ở trong cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Vậy thì các anh chị, à đó là cái điểm đến của gọi là cái điểm xuất phát của mình. À tuy nhiên thì mình sẽ phải lưu ý rằng là gì các anh chị, nó có một cái công thức để mà nó quyết định tới cái số tài chính mà chúng ta sẽ kiếm được các anh chị. Nó có một công thức là gì các anh chị? Tiền á thì nó sẽ bằng cái giá trị tạo ra nhân với lại là cái thời gian phục vụ. Cái giá trị tạo ra ở đây nó chính là cái gọi là gì các anh chị? Nó chính là cái công sức của mình, nó chính là cái trình độ của mình, nó chính là cái số lượng khách hàng mà mình có thể phục vụ nhân với lại là cái thời gian phục vụ các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung một điều là gì các anh chị? Ở cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai á các anh chị thì nó có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây là gì các anh chị? Là cái số tiền mà mình có thể kiếm được các anh chị nó có giới hạn và nó phụ thuộc vào bản thân mình các anh chị. Lý do tại sao ạ? À lý do tại sao mà nó có giới hạn và nó phụ thuộc vào bản thân mình các anh chị? Bởi vì theo như công thức này là giá trị tạo ra nhân với thời gian phục vụ. Thì giá trị tạo ra ở đây là một mình tạo ra cái giá trị đó. À mình dùng cái thời gian của cá nhân mình dùng cái công sức của cá nhân mình dùng cái trình độ của cá nhân mình thì tất cả những cái đó nó đều có giới hạn hết các anh chị. À để mà mình nhân với một cái cũng có giới hạn là nhân với cái thời gian phục vụ của cá nhân mình, mỗi người mình cũng chỉ có 24 giờ đồng hồ thôi thì nó sẽ có giới hạn.
Đó là lý do tại sao á, mà ở cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai á các anh chị, thì mình cứ phải đi kiếm đồng, kiếm tiền các anh chị. Còn ở cái nhóm thứ ba, thứ tư á các anh chị, thì nó sẽ ngược lại. Bởi vì mình có một cái hệ thống, bởi vì mình có một cái công thức mà giữa cái giá trị tạo ra và cái thời gian phục vụ này nè các anh chị, nó là cái mình dùng cái sức của nhiều người. Thì ở đây là thời gian của nhiều người, công sức của nhiều người, cũng như rằng là gì các anh chị, cái số lượng khách hàng mình được tạo ra bằng một cái hệ thống nhiều người, thì nó sẽ giúp cho mình có thể có một cái phương án mà tạo ra tài chính nó không có giới hạn, cũng như là nó có được những cái điều mà ở nhóm 1, nhóm 2 không có. Ví dụ như là gì các anh chị, nếu như mình không còn làm nữa thì ở nhóm 1, nhóm 2 gần như không thể kiếm ra tiền được các anh chị. Nhưng mà nếu như mình không làm nữa ở nhóm 3 và nhóm 4 thì mình vẫn có thể có được cái dòng tiền, nó gọi là nguồn thu nhập chất lượng cao các anh chị. Vậy thì các anh chị khi mà nghe Ấn phân tích nãy giờ rồi, ở cái điểm xuất phát của mình có thật sự mình mong muốn rằng là mình sẽ tìm kiếm những cái phương án để mà mình có thể qua cái nhóm thứ ba và nhóm thứ tư không các anh chị? Nếu như anh chị nào mà mình có thì mình comment xuống dưới là cái chữ muốn giúp cho nha. Tất cả mọi thứ nó đều đến từ cái ý tưởng của mình các anh chị, từ cái suy nghĩ, từ cái mong muốn của mình. Người ta là nói là cái gì mà nó có trong đầu của các anh chị nó sẽ có ở trong tay. Quan trọng là trong đầu của mình nó phải có cái suy nghĩ và mong muốn nó đã các anh chị. Vậy thì cái slide này mình sẽ chốt lại bằng một câu mà các anh chị xem thử nó có đúng không này. Và cái câu này không phải là Ấn nói, mà cái câu này là ông bà của chúng ta đã nói từ cả trăm năm nay, cả ngàn năm nay rồi các anh chị. Đó là gì các anh chị? Phi thương thì bất phú các anh chị. Mình chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là mình phải đi kinh doanh các anh chị. Mình phải bắt đầu vào một cái công việc kinh doanh nào đó. Và chỉ có kinh doanh thì nó mới giúp cho mình giải quyết được những cái mong muốn của mình, những cái vấn đề của mình mà thôi các anh chị. Các anh chị có đồng ý với cái suy nghĩ này không? Các anh chị có đồng ý với cái câu nói từ muôn đời nay của ông bà mình không? Nếu mà mình đồng ý thì mình comment xuống dưới giúp Trấn nha. Ok. Vậy thì khi mà mình nhắc tới kinh doanh đó các anh chị, thì cái điều gì là cái điều đầu tiên mà mình phải cân nhắc các anh chị? Theo như các anh chị thì cái điều đầu tiên là cái điều gì mà mình phải cân nhắc khi mà mình nói tới cái khái niệm về kinh doanh các anh chị? Vốn, rủi ro. Chứ gì đã chạy ra những cái cụm từ mà nó gọi là hơi hơi là mất nhuệ khí chiến đấu rồi. Nhưng thật ra không ai bắt đầu từ những cái đó hết các anh chị. Ví dụ như khi mà mình đi kinh doanh á, rất là nhiều, nếu mà các anh chị hỏi những cái người tỷ phú ở trên thế giới á, thì người ta không có bắt đầu kinh doanh với lại là những cái câu hỏi về vốn, không bắt đầu kinh doanh với những cái câu hỏi về rủi ro các anh chị. Tại vì đối với người ta cái vấn đề vốn là cái vấn đề sau cùng các anh chị. Cái rủi ro là cái người ta đặt tới sau cùng các anh chị. Người ta không có đi trả lời những câu đó đầu tiên các anh chị. Mà người ta sẽ trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên, đó là vậy thì bây giờ mình đi kinh doanh thì cái xu hướng kinh doanh ở cái thời điểm hiện tại nó là cái xu hướng này. Kinh doanh đó các anh chị thì mình phải đúng xu hướng đã các anh chị. Nếu như mà mình không có đúng xu hướng đó các anh chị thì nó giống như cái việc mà mình đi một cái chiếc thang máy mà nó đang đi lên mà mình cứ là gì các anh chị cố gắng mình đi xuống. Thì khi mà mình đi ngược xu hướng các anh chị không bao giờ mình tới đích được hết. Vậy thì các anh chị sẽ hình dung rằng là vậy thì chúng ta đã biết là phi thương bất phú à. Vậy thì bây giờ mình bước vào cái gọi là cái thế giới kinh doanh đi. Thì đầu tiên mình phải tìm hiểu cái xu hướng của kinh doanh và mình phải xem thử rằng là mình nên xây dựng một cái kinh doanh như thế nào để mà nó phù hợp với xu hướng. Vậy thì các anh chị có đồng ý với cái gọi là cái hướng tìm hiểu này không các anh chị? Nếu như các anh chị đồng ý thì các anh chị comment số 1 giúp Dẫn nha. Vậy thì mình sẽ xem thử rằng ở cái thời điểm hiện tại các anh chị, cái xu hướng của kinh doanh nó sẽ là những cái xu hướng nào các anh chị? Cái xu hướng đầu tiên là các anh chị. Chắc chắn rồi các anh chị. Người người online, nhà nhà online, và nó là xu hướng của thương mại điện tử, nó là xu hướng của kinh doanh online các chị. Cái này thì bây giờ mình không cần chứng minh cho nó nữa các chị. Mình cứ nhìn quan sát xung quanh mình, từ những cái người thân, từ những cái báo đài tivi cho tới những cái ông lớn mà người ta đang tập trung vào, thì các chị đều sẽ thấy rằng là gì các chị, cái khái niệm thương mại điện tử, cái khái niệm kinh doanh online là một cái khái niệm mà tới thời điểm hiện tại thì mình không mình phải khẳng định rằng nó chính là xu hướng các chị. Nó chính là xu hướng. Xu hướng thứ hai, ngoài cái xu hướng về thương mại điện tử, về kinh doanh online, thì mình sẽ xem thử nó còn là cái xu hướng gì. Xu hướng kinh doanh ít rủi ro. Anh chị có bao giờ nghe về khái niệm này chưa các anh chị? Mình đi kinh doanh, nhưng mà mình mong muốn rằng là gì các anh chị? Cái kinh doanh làm sao mà nó ít cái rủi ro cho mình thôi. Chứ bây giờ nếu như mà nói rằng là mình phải bỏ ra vài tỷ thì thực tế là bản thân mình nó sẽ gặp khó trong cái này. Và nếu như mà mình gặp khó trong cái này thì có thể rằng là rất rất là nhiều người ở bên ngoài kia người ta cũng sẽ gặp khó. Đó là lý do tại sao mà ở cái thời điểm hiện tại những cái mô hình kinh doanh nó dùng những cái khái niệm như là kinh doanh không sở hữu hay là khái niệm về kinh tế chia sẻ các anh chị, nó đang là những cái mô hình kinh doanh mà nó bùng nổ rất là nhiều
À, hoặc là những cái mô hình kinh doanh như là social commerce, kinh doanh ở trên TikTok, ở trên những cái nền tảng online các anh chị, nó lại bùng nổ các anh chị. Bởi vì nó giảm và nó hạn chế những cái rủi ro. Và xu hướng ở thời điểm hiện tại là người ta mong muốn một cái kinh doanh mà nó ít rủi ro các anh chị, nó không phải quá đau đầu về những cái vấn đề về vốn, về những cái thứ như là tồn kho, về những cái thứ như là phải quản lý nhân viên, chi phí nhân sự, chi phí đầu tư, chi phí kho bãi, về những cái thuế, về những cái pháp lý các anh chị. À, rất rất là nhiều những cái thứ nó đi kèm. Thì mình làm sao để mà mình đi kinh doanh? Thông thường thì người ta nói là gì các anh chị? Thuyền lớn thì sóng lớn các anh chị. Đi kinh doanh thì nó giống như là mình ngồi ở trên cái lưng của con cọp vậy các anh chị. Mình có thể rằng là thắng nó rất là nhiều lần, nhưng mà mình chỉ cần rớt xuống cái lưng con cọp đó một lần duy nhất thôi các anh chị, thì mình cũng sẽ bị nó ăn thịt. Có nghĩa là thành công thì rất là nhiều lần, nhưng mà chỉ cần thất bại một lần thôi thì coi như là mình mất hết các anh chị. Vậy thì đó là lý do tại sao mà cái xu hướng kinh doanh ở cái thời điểm hiện tại các anh chị là rất là nhiều người người ta mong muốn, đó là một cái kinh doanh ít rủi ro. Các anh chị có thấy cái điều này ở bản thân mình đang tìm kiếm không các anh chị? Rồi, cái xu hướng tiếp theo này các anh chị. À, cái xu hướng tiếp theo đó là một cái kinh doanh ít rủi ro rồi, nó đúng cái gọi là cái xu hướng là thương mại điện tử, cái như online rồi, nhưng mà nó phải linh động nữa các anh chị. Bây giờ là mình không có phải là mình thích chấm công, mình không có thích bị gò bó, mình không có thích là phải giao KPI, mình không có thích là phải là bị đặt áp chỉ tiêu. À, mình phải làm được cái này, mình phải làm được cái kia, mà mình mong muốn là gì các anh chị? Cái kinh doanh nhưng mà mình có thể chủ động sắp xếp cái thời gian của mình. Cái kinh doanh nhưng mà là gì các anh chị? Nhưng mà mình có thể rằng là gì các anh chị? Mình có thể rằng là sắp xếp và chủ động cái kinh doanh ở đâu, vào lúc nào, kinh doanh với ai là do mình hoàn toàn quyết định các anh chị. Nó có cái tính linh động để mà mình có thể làm được nhiều thứ cùng một lúc. Ví dụ như là mình vẫn có một cái công việc chính của mình, nhưng mà gì các anh chị? Nhưng mà mình vẫn có thể linh động làm thêm những cái công việc khác, và thậm chí mình có thời gian để phục vụ cho những cái đam mê của mình. Thì đó là cái xu hướng thứ ba các anh chị mà những cái người người ta đang đi kinh doanh và người ta đang tìm kiếm cái điều đó nữa các anh chị, đó là sự linh động. Và cái xu hướng thứ tư trong kinh doanh các anh chị, xu hướng thứ tư trong kinh doanh các anh chị, đó là gì các anh chị? Là kinh doanh nhưng mà vẫn có thể hướng tới cái chất lượng của cuộc sống. Có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình đã từng được nghe rồi các anh chị. Có những người người ta có rất là nhiều tiền nhưng mà người ta vẫn không hạnh phúc. Người ta có rất là nhiều tiền nhưng mà người ta cảm thấy cái cuộc sống của người ta nó vẫn chưa được thịnh vượng, chưa có được sung túc. Người ta bị thiếu sức khỏe, người ta bị thiếu cái thời gian dành cho gia đình, dành cho con cái. Người ta thiếu cái thời gian dành cho những cái sở thích cá nhân. Người ta thiếu cái gọi là gì các anh chị? Thiếu cái sức khỏe. Người ta thiếu những cái mối quan hệ và người ta thiếu rất là nhiều thứ. Sau cùng người ta chỉ thấy người ta có tài chính nhưng mà người ta thiếu rất là nhiều thứ. Nên là cái xu hướng của kinh doanh hiện tại các anh chị là nó phải là cái kinh doanh gì đó mà nó có thể hướng tới được cái chất lượng của cuộc sống các anh chị. Mình làm sao để mà mình có thể kinh doanh nó vừa có thể tạo ra một cái giá trị tài chính thật sự tốt, thật sự đảm bảo, thật sự bền vững, nhưng mà mình vẫn có thể thoải mái và mình vẫn có thể linh động, mình vẫn có thể tìm được một cái khoảng thời gian để mà phục vụ cho những cái cá nhân của mình các anh chị. Vậy thì nếu như mà mình xét hết tới những cái xu hướng kinh doanh này thì bây giờ mình phải hỏi lại một câu nè các anh chị, là cái này có phải là tất cả những cái này là đều là những cái điều mà các anh chị đang mong muốn không? Và nó là những cái xu hướng mà hiện tại cũng rất là nhiều người đang tìm kiếm nè các anh chị, nó gọi là xu hướng của kinh doanh đó. Thì các anh chị có thấy cái điều này không? Các anh chị có đang tìm kiếm tất cả những cái điều này không? Nhưng mà nếu như mà mình đang tìm kiếm tất cả những cái điều này á các anh chị, thì liệu rằng mình có quá tham lam không các anh chị? Vừa là thích cái kinh doanh là nó nằm là gì các anh chị, nó phải là kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh online, nó phải là ít rủi ro, nó phải là linh động, nó phải giúp cho mình có thể đạt được một cái chất lượng cuộc sống cao. Có tham lam quá không các anh chị? Có một cái mô hình nào nó giúp ích được cho mình cái điều đó không các anh chị? À, nhưng mà có một cái may mắn cho mình ở đây là gì các anh chị? Là ở đây mình có một cái giải pháp để mà có thể giúp cho các anh chị có thể có được trọn vẹn tất cả các xu hướng này cho mấy kinh doanh của mình. Và thực tế các anh chị, tất cả những cái gì mà chúng ta đang có ở cái thời điểm hiện tại các anh chị, nó đến từ những cái tham lam, nó đến từ những cái không có bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của những cái người nào đó các anh chị. Ví dụ như là cái chiếc máy bay mà chúng ta được đi, nó đến từ một cái sự tham lam của một người nào đó. Tôi muốn rằng là có thể bay được như chim nhưng mà phải an toàn. Tôi muốn rằng có thể đi được từ cái quốc gia này qua quốc gia khác một cách nhanh nhất. À, chẳng hạn như vậy các anh chị. Nhiều người người ta cũng nghĩ đây là những cái điều tham lam, những cái điều viển vông các anh chị. Nhưng sau cùng có máy bay cho chúng ta đi các anh chị. Nên ngày hôm nay chúng ta có những cái mong muốn, chúng ta có những cái khát khao đó là cái điều rất tốt các anh chị. Quan trọng rằng là mình sẽ xem thử rằng với những cái xu hướng như vậy, với những cái điều mình đang tìm kiếm như vậy, thì có cái công cụ nào, có cái phương tiện nào nó giúp ích cho chúng ta làm được cái điều đó hay không mà thôi các anh chị.
Nhưng mà Ấn phải hỏi các anh chị một điều này: nếu như mà các anh chị bắt được những cái xu hướng này và các anh chị sở hữu cho mình một cái kinh doanh mà nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố này, thì các anh chị có cảm thấy rằng đó là một cái điều gì đó nó quá tuyệt vời không các anh chị? Nếu như mà các anh chị nào thấy cái điều đó là một cái điều tuyệt vời thì các anh chị thả một trái tim cho Ấn để mà mình cùng nhau lan tỏa những cái giá trị tích cực các anh chị. Ok, vậy thì chào mừng các anh chị tới với lại là cái chương trình hợp tác kinh doanh cùng với Robby, để mà mình xem thử rằng kinh doanh của Robby nó có thể giải quyết được đầy đủ tất cả những cái mong muốn và tất cả những cái xu hướng của thị trường ở cái thời điểm hiện tại bằng cách như nào các anh chị. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái thông điệp đầu tiên để mà nhắn gửi tới các anh chị và giúp cho các anh chị có thể hiểu một cái khái niệm đầu tiên về kinh doanh Robby các anh chị. Đó là gì? Đó là cái tầm nhìn của Robby là giúp cho các đối tác của mình có thể sở hữu một cái hệ thống phân phối các sản phẩm tư vấn nhờ vào siêu ứng dụng kinh doanh đa nền tảng các anh chị. À, vậy thì ở đây mình sẽ có một số cái keyword mà mình muốn các anh chị sẽ nắm, mình sẽ ghi chép lại để mà cuối giờ mình có thể tự mình trả lời và làm rõ được cái khái niệm này các anh chị. Cái khái niệm đầu tiên đó là gì các anh chị? Là một cái hệ thống phân phối các anh chị. À, một cái hệ thống phân phối như thế nào? Nó là một cái hệ thống phân phối. À, và cái sản phẩm mà mình sẽ phân phối trong cái hệ thống đó là những cái sản phẩm tư vấn. Và mình sẽ làm được cái điều này là nhờ vào cái ứng dụng của Robby, mà ở đây mình gọi tên nó, mình tạm gọi nó, không biết là nó có quá hay không, tí nữa các anh chị tự trả lời cùng với. Đó là mình gọi tạm gọi nó là gì các anh chị? Là một cái siêu ứng dụng kinh doanh đa nền tảng các anh chị. Và ở đây thì Robby xem tất cả các anh chị ở đây đều là những đối tác, là những partner, là những người hợp tác win-win với Robby. À, là những cộng sự của Robby. Vậy thì mình sẽ làm cái điều đó bằng cách nào các anh chị? À, mình sẽ làm cái điều đó bằng cách nào? Tuy nhiên, trước khi để mà mình có thể đi vào cái nội dung đó một cách chi tiết, thì mình cũng sẽ muốn cho các anh chị biết một chút xíu về cái tiềm lực của công ty. Thường các anh chị, cổ nhân người ta có một cái câu nói như ông bà mình hay nói như này các anh chị, là cái người thông minh đó các anh chị, là cái người mà mình không nên nói về bản thân mình quá nhiều. Mình đừng có nên nói quá nhiều về bản thân mà để người ta tự hiểu và tự cảm nhận. Và thật ra thì bản thân mình cũng không có muốn nói nhiều về những cái điều mà Robby đã có và đang có đâu các anh chị. Tuy nhiên, ở trong cái khuôn khổ của cái buổi ngày hôm nay á, là một cái buổi để mà giúp cho các anh chị tìm hiểu thông tin, thì thôi coi như á, là Ấn sẽ đưa ra một số những cái gợi ý, một số những cái chỉ dẫn về mặt thông tin trước cho các anh chị, để mà các anh chị có thể tìm hiểu nó một cách chính quy nhất từ chính những cái người mà sáng lập ra công ty này và từ chính cái người đang là cái người trực tiếp vận hành nó mỗi ngày, để mà các anh chị có đầy đủ cái thông tin nó chính thống nhất, nó tốt nhất và nó chuẩn chỉnh nhất. À, thì coi như rằng là đó là cái cách nhanh nhất để mà các anh chị có thể biết được về cái công ty, các anh chị đồng ý không ạ? Nên thôi thì các anh chị chịu khó, các anh chị cho Ấn 5 phút để mà các anh chị sẽ được Ấn cùng với các anh chị tổng quan qua những cái thông tin về tiềm lực của công ty, để mà mình xem thử. Thường người ta nói rằng là gì, để mà mình có thể là tìm một cái người mà người ta cộng tác cùng với mình đó, các anh chị, thì mình sẽ phải xem thử cái uy tín của cái người đó như thế nào. Người ta có phải là một cái người đàng hoàng hay không? Người ta có phải là một cái người mà có sức mạnh, có tiềm lực để mà mình hợp tác hay không? Thì ở đây thì mình cũng nhanh chóng mình điểm qua những cái thông tin đó các anh chị. Ok, vậy thì đầu tiên trụ sở chính của công ty thì nó được đặt ở là gì các anh chị? À, là Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh các anh chị. Nó là một cái tòa nhà, và đây là cái tòa nhà mà là gì các anh chị? Robby nằm trọn vẹn ở trong cái tòa nhà đó luôn, cả 5 tầng các anh chị, nó đều là của Robby hết. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì các anh chị? À, cái tòa nhà này là cái diện tích của nó là gần 1.000 mét vuông, về diện tích sử dụng các anh chị, nó có 5 tầng. Thì đó là cái trụ sở chính của công ty. À, chứ nó không phải là một cái công ty ma mà nó không có trụ sở hay như nào hết. Các anh chị có thể tới kiểm chứng, tới tham quan, đầy đủ tất cả những cái thông tin các anh chị có thể tìm hiểu. Rồi, thứ hai là mình cái cơ sở vật chất của mình có hai cái trung tâm xử lý đơn hàng. Một cái thì nó nằm ở thành phố Hồ Chí Minh với diện tích là 2.500 mét vuông, nó được đặt ở quận 9 thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Và một cái là nó được đặt ở Hà Nội, đặt ở quận Long Biên thì với cái diện tích là 3.000 mét vuông. Và ở đây các anh chị cũng có thể tới tham quan, các anh chị có thể tới tìm hiểu. Ở đây có đầy đủ tất cả những cái thông tin người thật, việc thật để các anh chị có thể tìm hiểu về những cái cơ sở vật chất của công ty. Đó. À. Rồi tiếp theo thì đây là những cái hình ảnh giống như clip ban đầu mà các anh chị đã được xem. Diễn viên doanh nhân Quốc Trường là một cái người mà cũng rất là nổi tiếng. Người ta tới và người ta tìm hiểu về cái mô hình vận hành của Robby ở trung tâm xử lý đơn hàng như thế nào, và người ta có những cái nội dung review về nó, để mà xem thử rằng là cái quy trình của nó ra sao. Đây là MC Diệp Chi, là một cái người cũng rất là nổi tiếng, đã tới Robby để mà trực tiếp
xem thử rằng là cái mô hình kinh doanh của Robby nó vận hành ra sao, sản phẩm như thế nào, cơ sở vật chất ra sao các anh chị. Nên là bản thân các anh chị cũng có thể tới những cái địa điểm như này để mà mình tìm hiểu rõ ràng về cái đối tác mà chúng ta chuẩn bị hợp tác nha các anh chị. Rồi, tiếp theo các anh chị, đây là đội ngũ nhân sự hiện tại của công ty. Thì chúng ta đang có hơn 150 nhân sự ở hai khu vực là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với nhân sự chủ yếu thì nó nằm ở khu vực Hồ Chí Minh là trụ sở chính của công ty các anh chị. Rồi, tiếp theo là mình có một cái cộng đồng hơn 100.000 thành viên. Ví dụ như các anh chị có thể truy cập vào cái group Facebook, mình có một cái group cộng đồng kinh doanh online thông minh cùng với Robin, thì mình có hơn 100.000 thành viên. Rồi chúng ta có những cái chương trình offline để mà các anh chị có thể tìm hiểu được về cộng đồng của Robin. Nên là các anh chị sẽ yên tâm rằng là gì, nếu như mà các anh chị tham gia một cái kinh doanh, một cái cộng đồng mà nó chỉ mới có 5-10 người hoặc là tầm khoảng 100 người thì nó chưa nói lên được nhiều điều các anh chị. Hoặc là thậm chí là mình cũng sẽ cảm thấy hoang mang tại vì số lượng người nó ít quá. Thậm chí là nếu như mà cái cộng đồng nó có là 1.000 người đi nữa thì mình vẫn cảm thấy rằng là nó vẫn còn là một cái gì đó nó rất là nhỏ các anh chị, và nó cũng chưa nói trước được điều gì. Nhưng mà nếu như mà các anh chị hình dung rằng là gì các anh chị? Nếu như mà các anh chị hình dung rằng là mình ở một cái quy mô là gì các anh chị? À, mình có một cái cộng đồng lên tới 100.000 thành viên, thì những cái gì mà các anh chị cần phải biết, à các anh chị sẽ tìm hiểu thông qua cái cộng đồng này, nó có đầy đủ tất cả mọi cái thông tin cho các anh chị. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cộng đồng của chúng ta. Rồi mình sẽ nói về một số những cái hoạt động chính mà Robby đã triển khai trong những cái thời gian vừa qua. Năm 2023 này thì mình là nhà tài trợ chính thức của chương trình Sách Tăng 2023. Ở đây là cái chương trình mà gì các anh chị, có rất là nhiều những cái doanh nghiệp, có rất là nhiều những cái chuyên gia, là những cái người doanh nhân thành đạt, những cái người triệu phú, người ta tham gia vào cái chương trình này. Và Robby của chúng ta thì mình tham gia với cái chương trình này không phải với cái vai trò là một cái người đi thi các chị, mà mình là một cái nhà tài trợ các chị. Mình là một nhà tài trợ cho những cái doanh nghiệp người ta đi thi trong cái cuộc thi này. Vậy thì mình sẽ phải biết rằng là cái doanh nghiệp của mình nó phải tầm cỡ như thế nào, cái doanh nghiệp của mình nó phải kinh doanh chuẩn chỉnh và bài bản như thế nào để mà được một cái chương trình lớn như thế này được phát sóng ở trên gọi là truyền hình quốc gia, mà người ta lựa chọn trở thành là gọi là nhà tài trợ chính thức cho cái chương trình này. Và chúng ta đồng thời cũng là gì các anh chị? À, đồng thời mình cũng là nhà tài trợ độc quyền ở trong cái lĩnh vực về thương mại điện tử cho cái chương trình này các anh chị. Đây là cái độ uy tín của công ty của chúng ta. Rồi, tiếp theo, mình là nhà tài trợ kim cương cho cái chương trình Test Fest. Đây là cái chương trình là ngày hội đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của quốc gia nha các anh chị. Chương trình này á là do là gì các anh chị? À, là những cái bộ ban ngành lớn nhất của Robby là đứng ra tổ chức và có cái sự tham gia của những cái gọi là các anh chị, những cái nhân vật rất là quan trọng trong gọi là gì các anh chị, trong những cái cơ quan chính phủ, người ta tham gia vào cái chương trình này. Và Robby của mình là nhà tài trợ kim cương. Mình cứ hình dung rằng là những cái đơn vị mà tham gia vào các anh chị thì người ta xét duyệt là một, thì những cái đơn vị mà đứng cái vai trò là nhà tài trợ các anh chị thì mình còn phải là gì các anh chị? À, mình còn phải là người ta xét duyệt còn kỹ hơn rất là nhiều. Rồi, Robby của mình đó các anh chị là nhà tài trợ chính cho cái chương trình MMA 2021. Là cái chương trình gì các anh chị? MMA là cái chương trình về marketing, về tiếp thị truyền thông lớn nhất ở trên thế giới. Và ở Việt Nam của mình á, thì nó cũng là một trong những cái sự kiện uy tín hàng đầu về marketing. Ở đây á, thì nó gọi là quy tụ những cái doanh nghiệp lớn. Ví dụ như là gì các anh chị? Là Unilever, là Grab, là gì các anh chị? Là Coca-Cola. Rồi là những cái doanh nghiệp ví dụ như là Airbus, hoặc là những cái nền tảng như là gì các anh chị? À, những cái nền tảng ví dụ như là TikTok, là Facebook, là Google. Thì chúng ta là nhà tài trợ chính cho cái chương trình MMA 2021 này. Tất cả những cái thông tin này các anh chị đều có thể tìm hiểu nhé, hết nha các anh chị. À, mình đều dẫn nguồn từ những cái thông tin chính thống hết. Ngoài ra là gì các anh chị? À, mình có những cái chương trình mà mình hợp tác với lại là những cái cơ quan ban ngành ở trên phạm vi toàn quốc, ví dụ như là Sở Công Thương, à, để mà giúp cho những cái doanh nghiệp ở những cái địa phương đó, người ta có thể tìm hiểu được cái cách thức mà đưa cái sản phẩm lên trên nền tảng của Robby. Thì ở đây là cái hình ảnh mà mình tiếp đoán đoàn của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cùng với những cái doanh nghiệp ở tỉnh này các anh chị. Rồi đây là mình tiếp đón đoàn công thương của Sở Trà Vinh cũng như là những cái doanh nghiệp ở tỉnh này, để mà người ta có thể tìm hiểu về cái quy trình đưa được những cái sản phẩm này lên trên cái nền tảng của Robby các anh chị. Rồi đây các anh chị, không phải là chỉ có ở cái phạm vi ở trong nước mà ở cái phạm vi quốc tế thì cũng có rất là nhiều những cái đơn vị là người ta tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh của Robby. À, bởi vì là thực tế là ở trên thế giới hiện tại các anh chị thì cũng chưa có nhiều cái công ty, nhiều cái doanh nghiệp mà người ta áp dụng cái mô hình kinh doanh giống như Robby các anh chị. À, thì ở đây là mình tiếp đón một cái đoàn, đây là đoàn sinh viên của đại học trường James Cook, để mà người ta tới và người ta tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh của Robby. Có nghĩa rằng là kể cả trong nước, kể cả ngoài nước, từ là những cái doanh nghiệp cho tới là những cái chương trình của gọi là các anh chị, những cái cơ quan, đoàn, ban ngành, đoàn thể, cho tới là những cái tổ chức uy tín, thì người ta đều
là thấy cái sự tiềm năng của mô hình của Robin và người ta đều mong muốn hợp tác và kết hợp các anh chị. Đó, thì các anh chị hình dung rằng là gì các anh chị? À, là đó là những cái thông tin ban đầu để mà các anh chị có thể nắm bắt được về Robin. Rồi, vậy thì báo chí nói gì về Robin? Tất cả những cái thông tin này đều là những cái thông tin trên những cái tờ báo chính thống. Ví dụ như là báo vtv.vn là đại diện của cơ quan gọi là gì các anh chị? Cơ quan truyền thông của quốc gia. Rồi những cái tờ báo ví dụ như là báo Tuổi Trẻ, ví dụ như là báo Thanh Niên thì nó đều có những cái thông tin đưa tin về Robin các anh chị. Nên là các anh chị cũng có thể tìm hiểu những cái thông tin này để mà mình có thể hiểu biết nha các anh chị. Rồi ngoài ra là gì các anh chị? Các anh chị biết Forbes không ạ? Forbes là một cái tờ báo mà nó rất là uy tín ở trên thế giới. Các anh chị thấy được vừa rồi mà khi mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng của chúng ta mà gọi là đưa IPO cái công ty VinFast lên sàn các anh chị, thì một trong những cái gọi là một trong những cái tờ báo uy tín nhất mà người ta thường xuyên dựa vào đó để mà người ta kiểm tra cái thông tin của cái vị trí xếp hạng của tỷ phú các anh chị, đó là cái tờ báo Forbes này. Và ở đây là nó là cái thông tin mà được đưa ra bởi những cái chuyên gia của đầu ngành, bởi những cái người uy tín ở trên cái phạm vi không phải là chỉ ở một quốc gia nào mà nó là phạm vi quốc tế các anh chị. Vậy thì cái tờ Forbes các anh chị, trong một cái tờ báo của nó thì nó nhận định như này các anh chị, nhận định rằng là gì các anh chị, là Robby là mô hình đón đầu của tương lai thương mại điện tử các anh chị. Đây là cái nhận định của báo Forbes nha các anh chị, chứ không phải là mình tự đưa cái thông tin này ra. Vậy thì các anh chị sẽ những cái điều đó để cho các anh chị bắt đầu có một cái gọi là các anh chị có một cái sự quan tâm hơn, có một cái sự nghiêm túc hơn để mà các anh chị có thể bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh của Robby này. Vậy thì với những cái thông tin như vừa rồi mà Ấn nói thì các anh chị có thấy rằng là đây nó cũng là một cái đơn vị mà nó có tiềm lực và nó có uy tín, nó xứng đáng để mà mình có thể nghe thêm những cái phần sau để xem thử rằng là cái cách thức làm việc, cái cách thức phát triển nó sẽ như thế nào. Các anh chị có đồng ý không ạ? Nếu như mà anh chị nào mình đồng ý thì mình comment số 1 giúp Trấn nha, hoặc là mình comment là từ đồng ý để mà chúng ta có thể biết được các anh chị. Đây là coi như là nhà trai ra mắt một chút xíu để mà mình có thể biết thêm thông tin của nhà trai các anh chị. Rồi, vậy thì mình sẽ xem thử nè các anh chị. Ngoài ra, mình sẽ xem một số những cái đối tác ở trên Robin. Thực tế thì hiện tại là như hồi nãy Thủy có chia sẻ với các anh chị là mình có gần 3.000 mặt hàng các anh chị. Và nó đến từ tầm khoảng là vài trăm những cái đơn vị nhà sản xuất, nhà cung cấp uy tín ở trên thế giới các anh chị. Tuy nhiên, ở đây thì mình chỉ liệt kê một vài những cái đối tác mà có thể các anh chị cũng biết thôi. Để mà mình sẽ xem thử rằng là những cái đối tác mà mình có thể hợp tác trên nền tảng của Robin là như thế nào. Ví dụ như LG Vina. Đây là một cái tập đoàn mà mỹ phẩm rất là có thương hiệu của Hàn Quốc các anh chị. Và doanh số của nó thì không dưới một vài ngàn tỷ các anh chị. Và đây là cái chủ sở hữu của cái thương hiệu Ohui ở thị trường Việt Nam. Chủ của cái nhãn hiệu là gì các anh chị? Essan, cũng như là những cái nhãn hiệu như là Su, là những cái nhãn hiệu mà rất là nổi tiếng. Hoặc là ví dụ như nhãn dược phẩm OBC các anh chị. Ví dụ như mình thấy những cái sản phẩm rất là nổi tiếng như là Kim Tiền Thảo chẳng hạn, giống như vậy các anh chị. Đây là một cái những dược phẩm lâu đời ở thị trường Việt Nam. Hoặc là những cái tập đoàn mà nó đã niêm yết ở trên thị trường chứng khoán, ví dụ như DigiWorld là một cái tập đoàn mà doanh số của nó mỗi năm các anh chị là nó lên tới vài chục ngàn tỷ, và nó là một cái công ty mà nó niêm yết ở trên thị trường chứng khoán các anh chị. Rồi những cái thương hiệu mà Celfluency hay là BOJ là những cái thương BOJ nó là một cái thương hiệu mà bán top 1 ở trên Amazon, còn Celfluency các anh chị nó là một cái thương hiệu mỹ phẩm mà nó nằm ở trong top 5 những cái thương hiệu mỹ phẩm lâu đời nhất của Hàn Quốc, cũng như là phát triển nhất các anh chị. Vậy thì mình nói cho các anh chị một chút xíu về những cái đối tác này để làm gì. Giống như nãy giờ các anh chị có một số những cái câu hỏi mà mình lăn tăn rằng là gì các anh chị, là mình cũng chưa có hiểu lắm về kinh doanh của Robby, nhưng mà không biết rằng kinh doanh của Robby thì nó có đàng hoàng hay không, nó có liêm chính hay không, nó có uy tín hay không. Thì thực tế phải trả lời cho các anh chị một câu như thế này nè, là để mà những cái đối tác này người ta hợp tác với Robby các anh chị, thì đằng sau những cái công ty này các anh chị, những cái công ty này đều là những cái công ty mà nó là cả ngàn tỷ mà các anh chị. Nên nó có những cái bộ phận pháp lý, nó có những cái bộ phận truyền thông, nó có những cái bộ phận thương mại để mà nó thẩm định một cái đối tác nào đó khi mà nó hợp tác các anh chị. Và đối với Robby là những cái đơn vị này là người ta mong muốn được hợp tác, mong muốn được kết hợp, mong muốn được đưa sản phẩm của họ lên trên nền tảng của mình các anh chị. Vậy thì cái câu hỏi mà các anh chị đặt ra nãy giờ thì mình thấy rằng là mình sẽ tự thấy rằng là nó hơi thừa các anh chị. Bởi vì những cái đơn vị này trước khi mà người ta hợp tác với Robby các anh chị, những cái đơn vị này là người ta sẽ phải đưa sản phẩm qua nền tảng của Robby. Người ta sẽ phải đầu tư vào nền tảng này một cái số lượng hàng hóa có thể lên tới vài tỷ đồng hoặc là vài chục tỷ các anh chị. Nên là chắc chắn người ta sẽ kỹ lưỡng hơn mình rất là nhiều.
người ta sẽ không thể nào người ta bỏ qua những cái yếu tố về thương hiệu, về cái uy tín, về cái danh dự của họ, về cái khách hàng mà họ đã phục vụ để mà làm việc với một cái đối tác mà nó không có xứng tầm với họ được các anh chị. Nên những cái câu hỏi của cá nhân các anh chị thì Ấn nghĩ rằng là thông qua những cái sự kết hợp này, thông qua những cái mối quan hệ này các anh chị, nó đã trả lời cho mình cái câu hỏi đó rồi. Bây giờ mình chỉ trả lời một cái câu nữa thôi các anh chị, đó là cái kinh doanh này nó có tiềm năng hay không, và cái kinh doanh này mình có làm được hay không thôi các anh chị. Còn bây giờ mình không có hỏi cái câu là kinh doanh nó có đủ uy tín và nó có đủ đàng hoàng không nữa các anh chị. Các anh chị đồng ý với vấn đề này không? À, tất cả những cái thông tin nãy giờ của mình nó đã giúp ích cho các anh chị ở cái điều đó rồi, nên là mình sẽ không có lăn tăn về cái điều đó nữa. Còn nếu như mà anh chị nào mình vẫn còn lăn tăn về những cái điều đó thì cái lời khuyên vẫn đó là mình rời khỏi cái giúp này các anh chị. Tại vì dù Quấn có nói như thế nào đi nữa thì các anh chị cũng sẽ không có tin. Và người ta nói rằng là gì, các anh chị tin hay không tin đó, thì cái điều đó nó cũng không quan trọng các anh chị. À, quan trọng rằng là gì, các anh chị mình sẽ lựa chọn cái phương án nào thôi. À, nên nếu như anh chị nào mà mình nói mà các anh chị cảm thấy vẫn chưa có đủ cái niềm tin dành cho các anh chị thì các anh chị có thể rời khỏi giùm để mà mình dành chỗ cho những anh chị khác, là những cái người mà người ta đang thật sự đi tìm kiếm những cái cơ hội. À, đối với một cái cơ hội á các anh chị, thì có những cái gọi là cái nhóm người. Một là gì các anh chị, những cái người á, à mà là gì các anh chị, mình chưa thấy, à gọi là gì các anh chị, mình có thấy rồi nhưng mà mình cũng không có tin các anh chị. À, có thấy rồi nhưng mà mình cũng không tin. À, thì những cái người này á thì thường là mình sẽ rất là khó để mà mình có thể có được những cái cơ hội thành công. Cái nhóm thứ hai là gì các anh chị, là mình sẽ có một cái nhóm người là những cái người là mình sẽ tìm hiểu rất là kỹ lưỡng. À, mình thấy rồi và mình sẽ tin và mình sẽ làm các chị. Thì những cái người này thì cái sự thành công của họ cũng sẽ rất là tuyệt vời. Và mình hy vọng rằng là ở trong Zoom ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều các anh chị nằm ở trong cái nhóm này các anh chị, là những cái người mà mình sẽ dành cái thời gian của mình để mà mình tìm hiểu kỹ lưỡng về kinh doanh này, không phải là chỉ thông qua những cái thông tin mà ông nói, mà các anh chị sẽ tự đi kiểm chứng lại và các anh chị sẽ thành công. Nhưng mà nếu như mà các anh chị có thể nằm ở trong cái nhóm này các anh chị, là những cái người mà là gì các anh chị, mình chưa thấy nhưng mà mình cũng đã tin và mình cũng đã bắt đầu làm rồi các anh chị, thì cái nhóm người này nó còn tuyệt vời hơn. Vậy thì cái sự lựa chọn là của các anh chị. Và hy vọng là trong cái Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ không có một cái nhóm đó là gì các anh chị, những anh chị mà kể cả có thấy rồi thì cũng không tin các anh chị. Bởi vì cái nhóm này thì mình thường á, là nó sẽ rất là khó để mình có thể có được những cái cơ hội. Và lý do tại sao mà mình vẫn vậy, à mình vẫn vậy trong suốt bao nhiêu năm qua, thì thường đó là do cái cách mà mình tiếp cận với những cái khía cạnh mới các anh chị, cái cách mà mình nhìn nhận những cái vấn đề mới các anh chị, nó làm ảnh hưởng tới những cái quyết định của chúng ta. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ qua mình tìm hiểu thử rằng là cái kinh doanh này có tiềm năng hay không. Thì mình quay lại với cái khái niệm mà hồi nãy Ấn có trao đổi cùng với các anh chị á. Đó là gì các anh chị? Đó là mình sẽ kinh doanh, mình sẽ xây dựng một cái kênh phân phối những cái sản phẩm tư vấn. À, mình sẽ sở hữu một cái gọi là gì các anh chị? Một cái kênh phân phối những cái sản phẩm tư vấn. Vậy thì mình sẽ xem thử những cái sản phẩm nào là những cái sản phẩm đã có ở trên kệ của Robin và là những cái sản phẩm mình có thể kinh doanh được ngay các anh chị. Mình là những cái sản phẩm mình có thể được kinh doanh ngay và ngay ngày mai các anh chị có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm này. À, vậy thì mình sẽ cùng tìm hiểu nè các anh chị. Đối với Robby thì mình tập trung vào những cái sản phẩm mà nó có yếu tố tư vấn. À, vậy thì như thế nào là những cái sản phẩm có yếu tố tư vấn? Ví dụ như là những cái sản phẩm về mỹ phẩm nè các anh chị, những cái sản phẩm về gọi là sức khỏe nè các anh chị, những cái sản phẩm mà không phải rằng là gì các anh chị, ai người ta cũng phải là ai cũng có thể sử dụng chung một cái cách, mà mình phải có những cái cách tư vấn cho nó phù hợp. Rồi những cái sản phẩm nó có yếu tố công nghệ mới, hoặc là ví dụ như xe điện các anh chị, chẳng hạn như xe điện bây giờ mình đang thấy hot đúng không ạ, thì nó sẽ cần cái sự tư vấn. À, người ta cần biết rằng là cái xe điện nó khác gì so với những cái sản phẩm thông thường. Rồi những cái sản phẩm ví dụ như là gì các anh chị, những cái đồ mà công nghệ có những cái yếu tố mới công nghệ cao, ví dụ như những cái hàng điện máy, thì ở đây các anh chị có rất là nhiều những cái sản phẩm nó cần yếu tố tư vấn. Thì ở đây mình sẽ có là gì các anh chị, đa dạng ngành hàng, và những cái sản phẩm này thì nó được tuyển chọn khắt khe, và đặc biệt mình sẽ có những cái chiết khấu bán lẻ rất là tốt, cũng như là mình có những cái phương thức để mà mình loại bỏ những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đồng thời á là mình có những cái phương án để mà mình chống bán phá giá. Thì đây là những cái sản phẩm mà mình sẽ được phép kinh doanh ở trên cái nền tảng của Robin. Mình sẽ lướt qua rất là nhanh cho các anh chị để mà các anh chị tìm hiểu thêm về sản phẩm. Và cái điều đặc biệt các anh chị là cái sản phẩm ở đây á thì nó được sắp xếp là gì các anh chị, theo một cái chuỗi. Nó có những cái sản phẩm đầu phễu là những cái sản phẩm mà với cái giá nó rất là thấp, hoặc là những cái sản phẩm mà ai cũng phải sử dụng. Ví dụ như là những cái phân khúc giá từ là vài trăm, 200, 100 cho tới là 300, 500, cho tới là những cái sản phẩm mà nhà ai cũng sử dụng như là gạo, mắm, muối, cho tới là gì các anh chị, nước rửa chén, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng,
Rồi những cái sản phẩm mà tẩy rửa nhà bếp, nhà vệ sinh thì đó là những cái sản phẩm mà gần như là nhu yếu phẩm, thì mình gọi đó là những cái sản phẩm đầu phễu. Cho tới những cái sản phẩm chủ lực nó cao cấp hơn một chút, như là những cái bộ mỹ phẩm làm đẹp, cho tới là những cái sản phẩm về sức khỏe, rồi cho tới là những cái sản phẩm về điện máy. À, rất rất là nhiều những cái sản phẩm nó sắp xếp theo một cái phễu sản phẩm. Để mà làm gì các anh chị? Để mà các anh chị có thể phục vụ cho một khách hàng với đầy đủ tất cả những cái nhu cầu và tất cả những cái sản phẩm các anh chị. Thường các anh chị, ví dụ như mà mình đi kinh doanh thì mình bán phở các anh chị, thì mình chỉ phục vụ cho được những người mà ngày hôm đó người ta thèm phở và người ta tới quán của mình ăn phở thôi các anh chị. Còn những cái người mà người ta thèm, gọi là gì các anh chị, thèm bún bò Huế, thèm mì Quảng, thèm cơm tấm, thì người ta không thể nào tới quán mình ăn trong ngày hôm đó được các anh chị. Vậy thì ở đây mình sẽ là gì các anh chị? À, nếu như mà mình chỉ kinh doanh một sản phẩm á, thì mình chỉ có một cơ hội thành công thôi. Nhưng nếu như mà mình kinh doanh 10 sản phẩm, mình sẽ có 10 cơ hội thành công. Và nếu như mình kinh doanh 100 sản phẩm á các anh chị, thì mình sẽ có 100 cơ hội thành công. Và ở đây hiện tại mình đang có là gì các anh chị? Gần 3.000 sản phẩm, thì chúng ta sẽ có 3.000 cơ hội thành công. Các anh chị đồng ý với cái suy nghĩ này không các anh chị? Nếu như mà các anh chị đồng ý thì các anh chị comment xin nhớ là đồng ý giúp chấn nha. Đây mình điểm sơ qua một số những cái sản phẩm nó đang có ở trên kệ của Robby, mà đây là mình chụp hình lại thôi, thay vì là để mà các anh chị tự vào app. Sau cái buổi này thì các anh chị cũng nên tự vào app để mà mình kiểm tra và mình xem thông tin. À, ví dụ như là những cái sản phẩm về thiết bị gia dụng, rồi ví dụ như là nồi niêu, son chảo, máy hút bụi, máy lau nhà, rồi máy nồi chiên cơm dầu, máy giặt, cho tới những cái ghế massage, những cái máy massage, cho tới là máy lọc nước, rồi rất rất là nhiều sản phẩm các anh chị có thể tìm hiểu. Sản phẩm mỹ phẩm nè, sản phẩm sức khỏe nè, mình sẽ lướt qua thôi các anh chị. Rồi sản phẩm mẹ và bé nè, rồi sản phẩm thời trang và phụ kiện nè, quần áo, cặp sách, giày dép, ba lô, túi sách, tất cả mọi thứ các anh chị đều có thể tìm thấy ở trên cái nền tảng của Robby. Sản phẩm hàng tiêu dùng, rồi ok, mình sẽ thấy rất là nhiều những cái sản phẩm như này đó, sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, bảo hiểm giáo dục mình cũng có luôn các anh chị, những cái gói bảo hiểm cho ô tô, cho xe máy, rồi những cái gói giáo dục, cho tới là gì các anh chị, cho tới là nông sản, gia vị, thực phẩm, mắm muối, rồi những cái loại bột, những cái loại trà, những cái loại trái cây, thực phẩm, trái cây khô, thực phẩm mình đều có hết các anh chị. Rồi vậy thì điểm qua lại hết tất cả những cái thông tin này, các anh chị thường thấy đa dạng tất cả những cái sản phẩm này ở đâu các anh chị? Ở đâu các anh chị? Ở đâu? Có phải là mình hay thấy tất cả những cái sản phẩm này ở trên những cái nền tảng như là Shopee, như là Lazada, như là Tiki, hay là như là TikTok, hoặc là như là siêu thị, là những cái nền tảng thương mại điện tử, hoặc là những cái cửa hàng siêu thị. Siêu thị thì mình nghĩ rằng nó phải là đại siêu thị, nó phải là cái sự kết hợp giữa điện máy xanh, giữa thế giới di động, và là gì các anh chị, và những cái chuỗi cửa hàng Walmart, thì nó mới tạo ra một cái nền tảng như này. Còn đa phần cái này các anh chị sẽ thấy nó ở trên những cái nền tảng thương mại điện tử, đúng không các anh chị? Vậy thì các anh chị hình dung là cái vai trò của mình ở trên những cái nền tảng thương mại điện tử đó, những cái nơi mà nó có đa dạng sản phẩm như này nè các anh chị, thì mình thường là vai trò của mình là gì các anh chị? Hoặc kể cả là ở siêu thị, hay là điện máy xanh, hay là thế giới di động, thì vai trò của mình là gì các anh chị? Mình đối đó với vai trò như nào các anh chị? Mình đối đó với vai trò là khách hàng, mình đối đó với cái vai trò là người mua, mình đối đó với cái vai trò là gì các anh chị? Là mình sẽ bị mất tiền các anh chị. Các anh chị có đồng ý với cái điều này không ạ? Nhưng mà nếu như các chị hình dung rằng là gì các anh chị? Nếu như mà các anh chị đến đó với cái vai trò, các anh chị vào cái trang Shopee, các chị vào cái trang Lazada, Tiki với cái vai trò các chị là sở hữu của nó, hoặc là các anh chị đến với những cái siêu thị như Co.op hay là Thế Giới Di Động mà ở cái vai trò là sở hữu của nó, thì sao các anh chị? Thì cái vị thế của các anh chị nó có khác hay không? Và các anh chị có cảm thấy đó là một cái kinh doanh nó rất là tiềm năng hay không? Các anh chị có cảm thấy cái điều đó không các anh chị? Tuy nhiên, không có bất cứ một cái nền tảng nào, không có bất cứ một cái đơn vị nào, một cái doanh nghiệp nào, một cái công ty nào mà nó sở hữu vài ngàn mặt hàng như vậy, nó hợp tác với rất là nhiều những cái ông lớn, nó đầu tư rất là nhiều về cơ sở vật chất hạ tầng như vậy, để mà nó cho phép chúng ta được là chủ sở hữu và được hợp tác để mà khai thác và kinh doanh trên những cái nền tảng đó. Các anh chị có đồng ý với ấn hay không ạ? Không đồng ý không ạ? Chứ giờ mình chỉ là khách hàng thôi các anh chị. Vậy thì đối với Robby các anh chị, tất cả những cái nãy giờ mà ấn chiếu cho các anh chị, tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ cùng với các anh chị, thì các anh chị nên có cảm xúc với nó các anh chị. Lý do tại sao mà ấn lại nói là các anh chị nên có cảm xúc với nó các anh chị? Bởi vì các anh chị sẽ có thể sở hữu được tất cả những cái hệ sinh thái này, tất cả toàn bộ những cái nền tảng về sản phẩm này, để mà nó phục vụ trực tiếp cho cái việc mà tạo nên một cái hệ thống phân phối của chính các anh chị. Nó sẽ phục vụ trực tiếp cho cái hệ thống phân phối của chính các anh chị, hay nói cách khác các anh chị chính là những cái người chủ kinh doanh của tất cả những cái sản phẩm này các anh chị.
À, các anh chị thấy cái điều đó có tuyệt vời không các anh chị? Nếu như mà cái ý tưởng này các anh chị cảm thấy nó tuyệt vời thì các anh chị giúp cho Ấn một cái gọi là cái tim, hoặc là mình comment hai cái từ tuyệt vời để mà mình cùng lan tỏa những cái giá trị và cái năng lượng tích cực với nhau các anh chị. Vậy thì đó chính là cái tiềm năng của kinh doanh này. Nó chính là tiềm năng của kinh doanh này. Vậy thì mình sẽ xem được cái cách mà mình sẽ xây dựng, mình sẽ sở hữu một cái hệ thống phân phối đó nó sẽ như thế nào các anh chị. Đó là mình sẽ sử dụng và mình sẽ hợp tác với lại là cái siêu ứng dụng, mình tạm gọi nó là như vậy các anh chị. Có thể là nó hơi 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 là lớn lao hoặc là nó hơi hơi là thách thức đó, nhưng mà mình tạm gọi nó như vậy trước các anh chị. Ở đây Robby, mình định vị mình sẽ cố gắng mình xây dựng mình trở thành một cái siêu ứng dụng kinh doanh đa nền tảng. Nó kết hợp giữa online và offline và nó sẽ đồng bộ với tất cả những cái nền tảng bán hàng trên một cái ứng dụng để giúp cho các anh chị có thể rằng là gì, các anh chị kinh doanh được tất cả những cái sản phẩm mà nãy giờ ông nói, và đồng thời mình sẽ có thể sở hữu cho mình một cái hệ thống khách hàng lên tới hàng ngàn người hoặc thậm chí là hàng chục ngàn người thông qua cái ứng dụng kinh doanh của Robby. Vậy thì cụ thể cái ứng dụng đó nó sẽ được vận hành như nào? À, nó sẽ được vận hành như nào các anh chị? Đây, thì có phải rằng mình đi kinh doanh thì mình phải có khách hàng không các anh chị? Vậy thì khách hàng này các anh chị có thể rằng là khách hàng thông qua những cái gọi là gì các anh chị, thông qua những cái người quen biết của chúng ta, thông qua những cái mối quan hệ xung quanh của mình, hoặc là khách hàng thông qua chính những cái người mà người ta có thể giới thiệu khách hàng cho chúng ta, hoặc là những cái khách hàng mới mà Robby sẽ hỗ trợ cho các anh chị những cái nền tảng để mình có thể tìm kiếm. Vậy thì cái sự online và offline nó sẽ kết hợp ra sao? Thì thường các anh chị, khách hàng á, người ta sẽ trải qua bốn cái giai đoạn trước khi mà người ta đưa ra một cái quyết định mua hàng các anh chị. Đầu tiên á, là người ta sẽ nhận diện cái thương hiệu đó. À, người ta trước đây người ta nghe cái quảng cáo Coca-Cola một lần, người ta đập vào đầu nó nhưng mà chưa có ấn tượng gì nhiều các anh chị, nhưng mà nó có cái nhận diện ban đầu. Sau đó khi mà người ta thấy được cái quảng cáo nhiều lần, à thì người ta bắt đầu cân nhắc các anh chị. Rồi từ cái cân nhắc đó các anh chị, à thì nó cần phải có những cái bước chốt để mà nó có được cái sự chuyển đổi. Và sau đó thì nó trở thành gọi là gì các anh chị, từ cái sự chuyển đổi đó người ta sẽ tạo thành khách hàng trung thành. Vậy thì cái vai trò các anh chị ở đây, vai trò các anh chị ở đây là mình đóng vai trò là gì các anh chị, mình sử dụng những cái nền tảng có sẵn của Robin để mà mình tư vấn cho những cái khách hàng này các anh chị. Vậy thì những cái khách hàng này người ta sẽ biết tới cái nền tảng của Robin thông qua những cái ứng dụng cả online và offline. Online ở đây mình tạm gọi nó là một cái ứng dụng về marketing center. Nó là những cái nền tảng về social. À, mình sẽ thấy những cái thông tin về quảng cáo về Robby, về cái sản phẩm của Robby ở trên Facebook các anh chị cũng thấy nè. Mình sẽ thấy nó ở trên Google này, mình sẽ thấy nó ở trên YouTube, mình sẽ thấy nó ở trên TikTok nè. Rồi mình sẽ thấy nó ở những cái chỗ như là gì các anh chị, mình vào những cái website, những cái tờ báo, tin tức online mình cũng sẽ thấy những cái thông tin đó. Rồi thậm chí là gì các anh chị, mình xem những cái chương trình TV, truyền hình mình cũng sẽ thấy những cái thông tin về Robby các anh chị. Thì nó sẽ là cái kênh mà Robby xây dựng sẵn, à cái ứng dụng sẵn của Robby để mà khách hàng của các anh chị người ta được tìm hiểu cái thông tin thông qua những cái ứng dụng này các anh chị. Và kể cả rằng là gì các anh chị, ở cái nền tảng offline, offline thì đó là những cái gọi là gì các anh chị, những cái hệ thống quảng cáo ngoài trời, những cái bảng ngoài trời, à ví dụ như ở sân bay, ví dụ như là ở những cái điểm giao ngã tư, cho tới là chợ, cho tới là siêu thị, cho tới là những cái trung tâm thương mại, thì người ta cũng sẽ tìm thấy được những cái thông tin về những cái sản phẩm của Robby, những cái sản phẩm mà các anh chị đang kinh doanh. Cho tới là gì các anh chị? Cho tới là những cái chương trình TV, những cái chương trình truyền hình. Cho tới là những cái địa điểm xung quanh chúng ta thông qua những cái mẫu dán sticker về cái gọi là gì các anh chị, về cái thông tin. Vậy thì người ta sẽ được biết tất cả những cái thông tin đó thông qua cái hệ thống marketing center của Robby. Vậy thì khi mà người ta biết tới những cái thông tin đó, khách hàng người ta biết tới các anh chị, thì á người ta sẽ có thể tìm hiểu cái thông tin về sản phẩm đó, người ta bắt đầu cân nhắc về nó. Vậy thì ở đây mình có một cái ứng dụng dành cho những cái người khách hàng đó, đó là một cái app mua sắm. Và cái tầm nhìn của mình đó các anh chị là mình sẽ kinh doanh hơn 10.000 sản phẩm ở trên cái app mua sắm đó. Khách hàng người ta có thể tự người ta vào cái app đó, và tất nhiên để mà người ta được vào cái app đó các anh chị thì người ta phải đăng ký thông qua cái tài khoản của các anh chị. Nên là dù rằng là người ta vào cái app mua sắm của chúng ta thông qua cái gọi là gì các anh chị, thông qua cái điện thoại của họ chứ không phải là thông qua cái điện thoại của mình, nhưng mà dù là người ta có mua vào cái thời điểm nào đi nữa, có thể là tháng này, có thể là tháng sau, người ta mua cái sản phẩm nào đi nữa thì cái doanh số, cái hoa hồng nó cũng sẽ đều được tính cho chúng ta các anh chị, bởi vì là hệ thống đã ghi nhận đó là khách hàng của mình. Vậy thì những cái người khách hàng của mình các anh chị, người ta thông qua những cái nền tảng quảng cáo của Robby, người ta sẽ biết tới cái ứng dụng mua sắm của mình, thì người ta sẽ vào. Người ta vào đó các anh chị thì mình có những cái chương trình chăm sóc tự động. À, có nghĩa rằng cũng không phải rằng là các anh chị sẽ là cái người đi chia sẻ thông tin cho khách hàng nữa, mà mình sẽ có thể rằng là mình kết hợp
mình tư vấn một phần, nhưng mà cái phần chủ yếu á, phần chính á các anh chị, nó vẫn do trực tiếp những cái nhãn hàng, nó do trực tiếp những cái đơn vị nhà cung cấp, người ta mời những cái người chuyên gia, người ta mời những cái người KOL, người ta mời những cái người KOC, người ta mời những cái người nổi tiếng để mà giới thiệu về sản phẩm thông qua những cái chương trình livestream, thông qua những cái chương trình bán hàng mà mình gọi là bán hàng tập trung, bán hàng trung tâm, để mà khách hàng của mình đó các anh chị, người ta sẽ xem những cái livestream đó, những cái gọi là những cái chương trình đó, và người ta đưa ra quyết định mua hàng các anh chị. Ngoài ra các anh chị, là người ta có thể đưa ra cái quyết định mua hàng thông qua cái hệ thống super showroom của mình. Dự tính của mình cho tới năm sau là mình sẽ mở tầm khoảng là 20 cái showroom các anh chị. Nó sẽ kéo dài ở trên tất cả các tỉnh thành. Vậy thì khách hàng của mình ở trên online, người ta cũng thấy Robin. Ở offline người ta cũng thấy Robin, ở showroom, ở bảng quảng cáo, ở những cái chương trình truyền hình, ở những cái người nổi tiếng người ta nói về Robin. Vậy thì những có phải rằng là khách hàng của mình đó các anh chị, người ta sẽ có thể tự động đưa ra cái quyết định mua hàng, mà đôi khi thậm chí người ta không cần phải là gì các anh chị, người ta không cần phải là mình phải bỏ ra cái công sức để mà mình tư vấn quá nhiều. Và cái việc của mình đó các anh chị, cái việc của mình là làm sao để mà cho có thật nhiều người, người ta cài cái app Robby này và người ta sử dụng cái app Robby này thông qua cái đường link giới thiệu của mình các anh chị. Vậy thì càng có nhiều người, người ta gọi là gì các anh chị, biết cái app mua sắm này thông qua cái tài khoản của các anh chị, thì chính những người đó người ta sẽ là khách hàng của mình. Và chỉ cần người ta có phát sinh bất cứ một cái doanh số nào, dù là thụ động dù là chủ động, thì nó đều được tính cho chúng ta. À vậy thì đó là một cái hệ thống mà nó kết hợp giữa online và offline trên cái ứng dụng của Robin, giúp cho mình có thể tìm kiếm được khách hàng ở khắp mọi nơi và nó giảm thiểu cái công sức của chúng ta. À vậy thì không biết là mình nói tới đây nó có nhanh quá hay không, và các anh chị có hình dung và có hiểu được cái chỗ này hay không. À có thể nói rằng là đây là một trong những cái ứng dụng đầu tiên mà ở thời điểm hiện tại mà mình đang áp dụng ở thị trường Việt Nam các anh chị. Các anh chị sẽ rất ít khi nào mà mình thấy những cái ứng dụng giống như vậy các anh chị. Rồi ngoài ra nó là cái việc là gì các anh chị, đồng bộ tất cả những cái hệ thống bán hàng trên một cái ứng dụng các anh chị. Hiện tại mình có những cái hệ thống bán hàng nào các anh chị? Mình có những cái hệ thống bán hàng ví dụ như là Shopee, ví dụ như là Lazada, ví dụ như là Tiki, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là TikTok Shop. Đó là những cái hệ thống online. Vậy thì hiện tại các anh chị, khi mà các anh chị sở hữu cái ứng dụng Robby này, thì gần như các anh chị được kinh doanh trực tiếp tất cả những cái gọi là cái sản phẩm của Robby, và nó được kinh doanh trên tất cả những cái nền tảng này. Ví dụ như TikTok các anh chị, là các anh chị chỉ cần là gì, các anh chị mình vào cái app của Robby và mình chỉ cần bấm một cái nút thôi các anh chị, là ngay lập tức là mình có thể đồng bộ với lại là tất cả những cái đơn hàng của mình ở bên TikTok. Nếu như mà khách hàng người ta mua cái sản phẩm của mình ở bên cái nền tảng TikTok các anh chị, thì ngay lập tức cái doanh số nó sẽ được chạy về cái app Robby và cái hoa hồng nó sẽ được tính và nó được trả cho mình các anh chị. Đó là đồng bộ tất cả những cái hệ thống bán hàng ở cái thời điểm hiện tại là mạnh nhất vào trong cái app của Robby của mình. Ngoài ra là mình còn có những cái hình thức là mua mua hàng offline nữa các anh chị. Ví dụ như là showroom, ví dụ như là cửa hàng, thì khách hàng của mình người ta có thể tới cái cửa hàng, người ta tới cái showroom, mình không cần phải trực tiếp là mình phải có mặt ở đó, mình phải dẫn, mình phải giới thiệu các anh chị. Showroom cửa hàng của chuỗi của Robby á, thì mình sẽ có nhân viên tư vấn, và các anh chị yên tâm rằng là nhân viên tư vấn đó là nhân viên của Robby và nhân viên của những cái nhãn hàng ở đó, nên cái kiến thức về sản phẩm của họ nó rất là chuẩn chỉnh, và người ta được dạy để mà có thể tư vấn, để có thể đưa ra những cái thông tin mà tốt nhất và chuẩn nhất về cái sản phẩm, và người ta có những cái nghiệp vụ bán hàng. Nên khi khách hàng của mình các anh chị, người ta mua hàng ở những cái showroom đó, thì mình có cái hệ thống QR code để mà làm sao có thể rằng là gì các anh chị, à là đồng bộ cái đơn hàng đó. Tự nhiên ví dụ như mình đang ở nhà, mình đang ăn 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 tối với lại là con, với lại là chồng, với lại là ba mẹ của mình, thì tự nhiên cái app Robby của mình nó sẽ tưng tưng các anh chị, mình có một cái đơn hàng là A đến từ khách hàng là B, nó được phát sinh ở cái trung tâm xử lý, ở cái showroom ở cái tỉnh C, trong khi mình đang ở cái tỉnh D các anh chị. À vậy thì đó là cái hệ thống mà Robby nó đã xây dựng sẵn hết cho các anh chị. À nó đã xây dựng sẵn hết cho các anh chị, để mà các anh chị chỉ cần sở hữu một cái điện thoại và mình có một cái ứng dụng Robby ở trong đó thôi các anh chị. Thì gần như là gì các anh chị, kinh doanh của mình nó đã automation, nó đã tự động chạy trên tất cả mọi cái nền tảng từ online cho tới offline rồi các anh chị. Đó, vậy thì đó chính là cái tầm nhìn của Robby, và mình đang hiện thực hóa nó, cũng như rằng là cái điều mà các anh chị sẽ nhận được khi mà mình hợp tác với Robby. Vậy thì nói tới đây thôi, các anh chị đã hình dung được về cái cách thức hợp tác với Robby chưa các anh chị? Và thêm một cái điều đặc biệt nữa các anh chị,
là khi mà mình có phát sinh một cái đơn hàng ở Robby các anh chị, thì các anh chị cũng không phải là cái người mà mình đi giao hàng luôn các anh chị. Mình cũng không cần phải là gì các anh chị. Mình cũng không cần phải là cái người trực tiếp đi giao hàng. Bởi vì cái hệ thống giao vận của Robby nó sẽ làm thay cho các anh chị tất cả những cái điều đó. Một cái đơn hàng nó sẽ được trả về cái hệ thống của Robby, và ngay lập tức một cái trung tâm xử lý đơn hàng nào đó gần đó nhất thì nó sẽ đóng gói cái sản phẩm đó và nó sẽ đi ra khỏi kho trong vòng 24 giờ để mà nó giao cái sản phẩm đó tới tay của khách hàng của mình. Khách hàng của mình nhận được hàng đó, mình cũng không cần phải gọi điện rằng là khách hàng của mình đã nhận được hàng chưa, mà nó tự động báo trên app của mình. Mình cũng không cần phải nói khách hàng là anh nhớ thanh toán cái đơn này nha, chị đã chuyển khoản chưa hay như thế nào. Cái hệ thống của chúng ta nó sẽ tự động thu tiền của khách hàng và sau đó nó sẽ đối soát và nó sẽ chuyển khoản cho chúng ta. Vậy thì có phải rằng đây là một cái ứng dụng mà hỗ trợ cho các anh chị từ cái khâu đầu vào cho tới cái khâu đầu ra, nó hoàn toàn là một cái chuỗi tự động hóa hết các anh chị, mà nó sẽ cần rất là ít cái công sức mà các anh chị bỏ ra. Vậy thì quay ngược lại với lại là cái xu hướng kinh doanh mình có bốn cái yếu tố đó. Thương mại điện tử có phải nó có chưa các anh chị? Quá chuẩn luôn. Rồi ít rủi ro có không các anh chị? Nãy giờ mình chưa có yêu cầu các anh chị là phải bỏ ra một cái số vốn nào bao nhiêu trăm triệu hay là bao nhiêu tỷ để mình nhập hàng ấy nha. Mình chưa có nói bất cứ một câu nào liên quan tới những cái phần đó hết. Rồi rồi là gì các anh chị? Linh động. Nó chỉ là một cái ứng dụng thôi các anh chị. Nó rất là linh động. Các anh chị có thể kinh doanh bất cứ lúc nào. Các anh chị là gì các anh chị? Nếu mà các anh chị có thời gian thì các anh chị mở cái app lên để mà kinh doanh. Nếu như các anh chị không có thời gian thì các anh chị tắt đi. Rồi ngày hôm nay các anh chị bận thì các anh chị không kinh doanh. Ngày mai các anh chị rảnh các anh chị lại sắp xếp các anh chị kinh doanh. Rồi thêm nữa là gì các anh chị? Hướng tới chất lượng cuộc sống. Hướng tới chất lượng cuộc sống các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây á, thì mình sẽ không phải là mình chỉ có bán lẻ thông thường, mà mình sẽ học cái cách làm sao để mà mình tận dụng được tất cả những cái chính sách của Robin và cái chính sách của những cái nhãn hàng mà đang hợp tác với Robin để mà mình sở hữu cho mình một cái hệ thống khách hàng. Mình sẽ phải học cái cách để mà mình sở hữu một cái hệ thống khách hàng. Tuy nhiên ở đây thì mình còn có một cái điều tuyệt vời nữa cho các anh chị, đó là những cái người khách hàng của các anh chị ấy, là người ta có rất là nhiều những cái sản phẩm ở trên cái nền tảng của Robin, là người ta tự tin vào cái chất lượng và người ta cam kết với cái chất lượng của họ đến nỗi mà là gì các anh chị, là người ta cam kết hoàn tiền 100% nếu như khách hàng người ta sử dụng sản phẩm và người ta không hài lòng, không hài lòng vì bất cứ một lý do nào nha các anh chị. Có nghĩa là kể cả cái khách hàng người ta đã sử dụng được 50% cái sản phẩm đó, người ta sử dụng gần hết cái sản phẩm đó, người ta sử dụng nó được 1 tháng, 2 tháng hay chỉ là vài tuần, thì nếu như mà người ta nói rằng là người ta không có hài lòng về cái chất lượng sản phẩm đó các anh chị, thì người ta có thể đổi trả lại và công ty sẽ hoàn lại 100% cái tiền của cái sản phẩm đó cho các anh chị, mà sẽ không hỏi thêm bất cứ một cái điều gì, không làm khó dễ cái điều gì hết các anh chị. Rất là nhiều những cái sản phẩm ở trên cái nền tảng của Robin nó đang đưa ra cái cam kết như vậy các anh chị. Bản thân các anh chị nếu mà các anh chị đi bán hàng á, các anh chị có dám đưa ra cái cam kết giống như vậy không các anh chị? Các anh chị sẽ chỉ dám đưa ra cái cam kết giống như vậy khi nào các anh chị? Khi nào các anh chị? Khi mà mình tự tin 100% vào cái chất lượng sản phẩm của mình các anh chị. Các anh chị hình dung à? Mà đôi khi nếu như bản thân các anh chị là cái người mà mình trực tiếp là người đi cam kết đó, thì kể cả các anh chị có rất là tự tin về cái sản phẩm của mình đó, đôi khi mình cũng không dám cam kết. Tại vì mình sợ là có cái trường hợp khách hàng như này như thế kia, nhưng tại bị vì đủ thứ hết. Nhưng mà ở đây các anh chị bán hàng nhưng mà có một cái người khác cam kết thay cho các anh chị. Người ta cam kết thay cho các anh chị luôn. Và nếu như mà các anh chị đặt mình ở cái vị trí của khách hàng của mình đi các anh chị, thì các anh chị có thấy rằng là nếu như mình là một cái người khách hàng mà mình mua một cái sản phẩm mà người ta đưa ra một cái cam kết mà nó mạnh mẽ như này các anh chị, thì các anh chị có đồng ý mua không các anh chị? Các anh chị có còn suy nghĩ nhiều hay lăn tăn không các anh chị? Một cái sản phẩm mà nó nằm ở trên một cái hệ thống thương mại điện tử mà nó hơn gần 3.000 mặt hàng, nó rất là bài bản như vậy. Một cái hệ thống mà nó có đầy đủ những cái nhân diện từ online tới offline, từ là những cái bảng quảng cáo cho tới là những cái mẫu ở trên online, trên những cái tờ báo, trên những cái tivi truyền hình, cho tới là những cái showroom. Và điều đặc biệt là nó còn cam kết hoàn tiền 100% nữa các anh chị. Vậy thì các anh chị có tự tin để mà mình mua cái sản phẩm đó nếu như mình là khách hàng không các anh chị? Vậy thì đó là cái điều các anh chị sẽ có được ở trên cái nền tảng của Robby. Nếu như bây giờ cái điều mà Robby đang hướng tới nè các anh chị. Ví dụ như nếu như mà mình nhắc tới Shopee á, thì mình sẽ nhắc tới cái là gì các anh chị? Đây là một cái nền tảng mà tất cả mọi sản phẩm mình đều có thể tìm thấy ở trên đó, nhưng mà chất lượng thì mình không có thể nào chắc chắn được. TikTok là cái nền tảng mà mình bán hàng mình kết hợp với lại là gì các anh chị? Cái việc giải trí. Vậy thì Robby á các anh chị có thể làm quen một cái khái niệm và một cái định vị của Robby mà mình đang cố gắng xây dựng các anh chị. Đó là cái nền tảng bán hàng mà mình cam kết
hoàn tiền 100% cho tất cả mọi khách hàng của tất cả các sản phẩm mà mình đang kinh doanh, chỉ cần các anh chị không hài lòng. Đó là cái điều mà mình đang cố gắng làm các anh chị. Hiện tại thì đã có rất là nhiều B2B mà người ta đã cam kết cùng với Robby trên cái nền tảng này rồi. Và mình sẽ cố gắng làm sao để mà đây sẽ là một trong những cái đặc điểm nhận dạng, đây sẽ là một trong những cái tiêu chí của Robby đưa ra ngoài thị trường các anh chị. Vậy thì ngày mai các anh chị, mình sẽ có một cái chương trình mà mình phối hợp với lại là Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng, mình phối hợp với lại là Hiệp hội những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, mình phối hợp với lại là Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam để mà tổ chức một cái chương trình công bố về cái chính sách cam kết chất lượng sản phẩm này nhằm nâng cao cái trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. Và mình sẽ ký kết cái cam kết này, cái cam kết hoàn tiền 100% với 13 BDB đầu tiên là những cái BDB mà người ta đã hợp tác với cái nền tảng của Robby các anh chị. Và cái khẩu hiệu của mình cho cái chương trình này là gì các anh chị? Là mua an toàn và hoàn trả an tâm các anh chị. À, vậy thì các anh chị có thấy rằng là cái nền tảng của mình nó có đầy đủ mọi thứ, từ công nghệ, từ online cho tới kể cả là cam kết về chất lượng và đa dạng giống như vậy. Thì có phải rằng là đó là một cái điều mà nó quá tốt để chúng ta hợp tác các anh chị? Nên ở đây mình sẽ điểm lại một lần nữa này các anh chị. Mình mang lại những cái lợi ích gì cho các anh chị khi mà mình hợp tác với Robby? Từ về yếu tố về công nghệ, cho tới yếu tố về sản phẩm, cho tới yếu tố về marketing, cho tới yếu tố về huấn luyện các anh chị. Tất cả mọi thứ các anh chị đều có thể tìm kiếm được nó ở trên cái nền tảng của Robby. Và có rất là nhiều những cái tính năng mà những cái người đi kinh doanh bên ngoài kia người ta mong muốn có được, và ở trên Robby nó sẽ được cung cấp miễn phí cho các anh chị. Từ là những cái hệ thống chăm sóc khách hàng, cho tới những cái việc lên đơn, quản lý, theo dõi đơn hàng, rồi những cái thống kê và những cái phân tích về những cái chỉ số kinh doanh, rồi những cái thống kê về lợi nhuận, cho tới những cái hệ thống để mà mình có thể quản lý khách hàng. Tất cả mọi thứ các anh chị sẽ được sở hữu nó ở trên cái app của Robby. Vậy thì bây giờ, nãy giờ mình phân tích tất cả các anh chị những cái điều này thì mình tạm gọi nó là siêu ứng dụng kinh doanh, thì thôi thì các anh chị cũng chấp nhận nó nha các anh chị. À, để mà mình cố gắng, mình nỗ lực cùng với nhau để mình xây dựng được nó theo như đúng những cái điều mà chúng ta đang mong muốn các anh chị. À, các anh chị đồng ý không ạ? Và ở đây nó là một cái ứng dụng kinh doanh đa nền tảng các anh chị, đa nền tảng. Có nghĩa là các anh chị bây giờ các anh chị có nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó kinh doanh từ là offline tới online, các anh chị không cần lăn tăn các anh chị, mà các anh chị chỉ cần hợp tác với Robby thôi, thì mình sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ để mà mình kinh doanh ở trên đó các anh chị. Không cần phải nghĩ thêm một cái điều gì đó nữa các anh chị, tại vì nó có đầy đủ hết ở trên đây rồi. Rồi. Tiếp theo các anh chị, ở đây mình sẽ có một cái slide để mình nói về cái sức mạnh của một cái kênh phân phối các anh chị. Ở đây á, không, các anh chị sẽ không có sở hữu cái hệ thống ứng dụng này, một cái hệ thống ứng dụng kinh doanh đa nền tảng này, để mà các anh chị chỉ tìm kiếm một vài khách hàng các anh chị. Cái câu chuyện ở đây của mình á, mình sẽ không có dùng đại bác để mà mình đi bắn kiến các anh chị, mà mình sẽ cố gắng làm sao mà mình dùng những cái vũ khí tối tân nhất để mà mình có thể chinh phục được những cái mục tiêu nó thử thách nhất các anh chị. Và mình sẽ nói cho các anh chị một trong những cái mục tiêu thử thách nhất, một trong những cái điều mà các anh chị nên hướng tới các anh chị. Đó là các anh chị hãy cố gắng sở hữu cho mình một cái hệ thống khách hàng, một cái hệ thống kênh phân phối các anh chị. À, như thế nào là một cái hệ thống khách hàng, một cái hệ thống kênh phân phối các anh chị? Ở đây, nếu như mình dùng một cái hệ thống như này nè các anh chị, chỉ để mà mình tìm kiếm 20 khách hàng thôi các anh chị, chỉ để mà mình có được 20 khách hàng cho bản thân mình thôi các anh chị, thì các anh chị hình dung rằng là gì ạ? 20 khách hàng, mình coi như họ trung bình một tháng đó các anh chị. Ở trên Robby mình ở hiện tại là gần có 3.000 mặt hàng đi, và đa dạng tất cả mọi sản phẩm rồi. Thì coi như một cái đơn hàng trung bình một tháng mà người ta tiêu dùng gạo, mắm, muối cho tới tất cả mọi thứ trong gia đình người ta, thì mình coi như là 2,5 triệu đi các anh chị. Thì nếu như mà mình chỉ có 20 khách hàng đó các anh chị, thì mình cũng chỉ có là bao nhiêu các anh chị? Mình cũng chỉ tạo ra được một cái doanh số á, là tầm khoảng là bao nhiêu các anh chị? Mình tạo ra doanh số có 50 triệu thôi. Và cái mức doanh số này kể cả là với cái mức lợi nhuận là 50% đi nữa các anh chị, thì mình cũng chỉ có thể đạt được cái mức thu nhập là 25 triệu thôi các anh chị. Đúng không các anh chị? Nhưng mà nếu như mà các anh chị có một cái phương thức nào đó để mà các anh chị có thể sở hữu cho mình một cái hệ thống là 5.000 khách hàng, và người ta sẽ tiêu dùng tất cả mọi cái nhu cầu của người ta. Các anh chị cứ thử tính cái tiền đi chợ các anh chị một ngày đi, bèo lắm trung bình cũng phải ngày 100, 150. Nhà mà gọi là có cái điều kiện khá giả hơn thì cũng phải là từ 300 cho tới 500. Cái nhà mà nhiều tiền hơn thì người ta còn nhiều hơn. Vậy thì mình lấy một cái mức trung bình là 150.000 một tháng đi, thì có phải là một tháng mình đi chợ cũng phải hết tầm khoảng 4,5 triệu, 5 triệu không các anh chị? Vậy thì ở đây, nếu như mà mình có 5.000 khách hàng, mình có một cái hệ thống 5.000 khách hàng, và mỗi cái người khách hàng đó người ta tiêu dùng thông qua cái siêu, thông qua cái ứng dụng đa nền tảng của Robby như vậy các anh chị, một gia đình 5 triệu, thì có phải là mình đã tạo ra một cái mức doanh thu là 25 tỷ không các anh chị?
Và với cái mức doanh thu 25 tỷ này các anh chị, thì kể cả là mình chỉ nhận cái mức hoa hồng là 10% thôi các anh chị, thì cái lợi nhuận của mình đó các anh chị, một tháng nó đã là 2 tỷ rưỡi rồi các anh chị. 2 tỷ rưỡi rồi các anh chị. Và đây là cái điều mà Robby hướng tới các anh chị. À, cái ứng dụng của Robby được tạo ra và ra đời các anh chị, nó nhằm mục đích là để cho giúp cho các anh chị có thể sở hữu cho mình một cái hệ thống khách hàng nó phải lên tới hàng ngàn người, hoặc là hàng chục ngàn người các anh chị, chứ không phải là để mà các anh chị chỉ có kiếm được vài chục khách hàng các anh chị. Vài chục khách hàng á, thì chúng ta cũng không cần phải có cái hệ thống showroom, chúng ta không cần phải có một cái hệ thống mà bán hàng đa nền tảng từ Tiki, Lazada, Shopee, TikTok cho tới tất cả các nền tảng các anh chị. Và vài chục khách hàng á, thì công ty cũng không cần phải hợp tác với quá nhiều những cái đơn vị như vậy các anh chị. Mà ở đây là mình sẽ mong muốn giúp cho các anh chị là gì các anh chị? Mình sẽ sở hữu được một cái hệ thống khách hàng lên tới hàng ngàn người các anh chị. Và nó có một cái chính sách mà các anh chị sẽ tìm hiểu các anh chị. Trong một cái buổi ngày hôm nay á, thì mình không thể nào nói hết được với các anh chị. Nhưng mà các anh chị sẽ tìm hiểu về cái chính sách affiliate để mà mình xem thử rằng là cái cách thức mà mình tạo ra một cái khách hàng, hệ thống khách hàng hàng ngàn người thông qua bản thân mình, thông qua những cái người khác, nó sẽ được tạo ra như thế nào các anh chị. À, và các anh chị sẽ tìm hiểu nó ở cái người hướng dẫn, cái người chia sẻ cái đường link này cho các anh chị nha. Rồi, vậy thì ở đây sau khi mà mình đã đi qua thêm một vài những cái thông tin của Robby giống như vậy, thì mình sẽ có một vài những cái dẫn chứng cụ thể của những cái chuyên gia người ta đã tìm hiểu về Robby và người ta đã đưa ra những cái nhận định là các anh chị. Ví dụ như ở đây, các anh chị có thể tìm hiểu cái thông tin này hoàn toàn là đều là nó được dẫn đưa trên những cái thông tin chính thống các anh chị. Xác bình đúng không anh chị? À, chủ tịch của tập đoàn Nestec, một trong những con gọi là người tiên phong về công nghệ ở Robby, thì à, công nghệ ở thị trường Việt Nam, thì ông có nói một câu như này các anh chị, là Robby là một cái mô hình kinh doanh nhân văn và tham gia vào việc định nghĩa nên một cái xu hướng thương mại điện tử 2.0. Hồi nãy thì khi mà mình nghe cái bài báo của Forbes thì nó có nói là gì các anh chị? Robby là xu hướng mới trong cái tương lai của thương mại điện tử. Còn xác bình thì ông dùng một cái cụm từ là gì các anh chị? Là một cái nền tảng thương mại điện tử 2.0 các anh chị. À, các anh chị có thể tìm lại những cái đoạn clip mà xác bình có nói những cái điều này các anh chị. Rồi, ở đây xác linh đúng không các anh chị? Thì bà có nói một câu như này nè, là một cái cá nhân khi mà kinh doanh online á, thì mình nên mượn cái sức mạnh của nền tảng hơn là tự thân làm tất cả những cái công đoạn như là tìm kiếm, nhập hàng, quản lý tồn kho, đóng gói, vận chuyển, bán hàng. Và những cái mô hình kinh doanh mà dropship đó các anh chị, dropship là giống như mô hình của Robby á, là hàng nó sẽ đi trực tiếp từ kho của công ty mình tới tận tay của khách hàng các anh chị. À, chứ không cần phải đi thông qua các anh chị. Các anh chị không cần phải nhập hàng về. Nó sẽ là một cái mô hình phát triển rất mạnh mẽ ở trong tương lai. Đó là cái nhận định của Sắc Linh. Rồi, tiếp theo ví dụ như đây là chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam các anh chị. Robby của mình là thành viên của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và là một trong những cái doanh nghiệp mà đang tạo ra được rất là nhiều cái tiếng vang trong cái Hiệp hội Thương mại Điện tử các anh chị. Thì ông có nói một câu như này nè, là Robby là mảnh ghép còn thiếu của thương mại điện tử Việt Nam đang cần, mang lại giải pháp kinh doanh hiệu quả cho những người kinh doanh online tự thân các anh chị. Ở đây ông biết rằng là có rất là nhiều các anh chị là những cái người cá nhân mình đang đi tìm những cái giải pháp kinh doanh. Vậy thì đây là những cái nhận định của những cái người chuyên gia khi mà người ta tìm hiểu về mô hình của Robby. À, khi mà người ta nghiên cứu về mô hình của Robby. Vậy thì các anh chị có thể dựa vào những cái thông tin này và các anh chị có thể dùng nó như là một cái nguồn tham khảo để mà mình đưa ra cái quyết định mình hợp tác kinh doanh cùng với Robby các anh chị nha. Ok. Vậy thì ở đây mình sẽ nói thêm một chút xíu cho các anh chị có thể hiểu được chi tiết hơn về những cái quyền lợi khi mà các anh chị hợp tác với cái nền tảng của Robby. Thứ nhất là các anh chị sẽ có một cái mức hoa hồng bán lẻ nó từ 30 cho tới 45%. Và ông có thể khẳng định với các anh chị là cái mức hoa hồng bán lẻ này các anh chị là nó thuộc dạng cao nhất thị trường. Và ở đây là mình nói là nói tới những cái sản phẩm chất lượng, nói tới những cái sản phẩm của những cái tập đoàn lớn, những cái sản phẩm có thương hiệu, chứ mình không có nói tới những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường nha các anh chị. Những cái sản phẩm mà gọi là không có rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng, thì cái việc mà các anh chị có một cái mức chiết khấu cao là chuyện bình thường. Nhưng mà kể cả những cái sản phẩm chất lượng mà các anh chị vẫn có được cái mức chiết khấu này, thì chỉ có ở Robby các anh chị mình mới có được cái điều này thôi. Và mình sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi nào các anh chị, khi mà các anh chị sẽ có tất cả những cái điều này mà các anh chị không cần phải nhập dù chỉ một sản phẩm nha các anh chị. Các anh chị không cần phải nhập dù chỉ một sản phẩm, có nghĩa là các anh chị chỉ cần có một cái đơn hàng, khách hàng của chị, các anh chị chỉ cần mua một sản phẩm nào đó thì mình cũng có thể nhận được cái mức hoa hồng bán lẻ này các anh chị. Ngoài ra các anh chị, ở đây mình dùng một cái cụm từ là thu nhập không giới hạn từ những cái hoạt động affiliate, đào tạo, KOC, KOL đại diện cho nhãn hàng các anh chị. Có nghĩa là các anh chị hình dung như thế này nè,
là các anh chị chính là những cái người là cánh tay nối dài của những cái nhà cung cấp, những cái nhà sản xuất, để giúp cho nhiều khách hàng người ta biết tới cái sản phẩm của họ hơn thông qua các anh chị. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là gì? Một cái điểm độc đáo của Robby các anh chị là khi mà các anh chị hợp tác với Robby thì các anh chị đang được hợp tác với lại là một cái hệ sinh thái mà ở trong đó là cả hàng trăm doanh nghiệp. Và các anh chị hình dung rằng là không có cái doanh nghiệp nào mà người ta đi kinh doanh mà người ta chỉ cầm vài tỷ hết các anh chị. Mà cái số vốn người ta lúc nào nó cũng phải từ chục tỷ trở lên nếu như đã nói tới cái bài toán thương mại. Vậy thì các anh chị hình dung rằng là ở Robby nó là một cái tập hợp của hàng trăm doanh nghiệp giống như vậy. Vậy thì mình gom hết cái tiềm lực của hàng trăm doanh nghiệp đó thì có phải rằng là các anh chị đang được sở hữu một cái kinh doanh mà mình sẽ được mượn sức của một cái doanh nghiệp mà nó cái quy mô của nó là gì các anh chị? Hàng ngàn tỷ các anh chị, hàng ngàn tỷ. Và ở đó nó sẽ có rất là nhiều những cái chương trình, nó có rất là nhiều những cái chính sách thưởng hấp dẫn để mà dành tặng cho các anh chị. Chỉ cần các anh chị thật sự nghiêm túc và mình tìm hiểu cái cách phát triển dựa trên cái nền tảng có sẵn của Robby thôi. Từ là cái hoạt động affiliate này, cho tới là cái hoạt động đào tạo này, cho tới là gì các anh chị? Cho tới những cái chương trình mình đại diện cho nhãn hàng. Ngoài ra mình có những cái chính sách thưởng, ví dụ như là thưởng theo doanh số, thưởng thành tích dưới dạng tiền mặt, quà tặng, du lịch, đến nó rất là đa dạng và phong phú, nó đến từ nhiều nhãn hàng. Rồi cái cơ hội để mà mình có thể trở thành đại diện cho nhãn hàng, mình trở thành huấn luyện viên, mình trở thành giảng viên, mình trở thành trưởng nhóm kinh doanh dành cho những cái đối tác đó, dành cho những cái đối tác xuất sắc. Và chắc chắn là mình làm những cái điều này thì mình đều được trả thêm cái thu nhập hết các anh chị. Và những cái mức thu nhập này thì nó có thể lên tới hàng trăm triệu các anh chị. Và đây là những cái quyền lợi cơ bản mà mình liệt kê ra cho các anh chị. Và giống như Ấn nói các anh chị, thì cái kinh doanh này á là gì các anh chị? Là nó đã được tạo ra là từ 5 năm nay rồi. Nên là các anh chị không phải là những cái người đầu tiên mình đi kinh doanh. Nên là mình có thể kiểm chứng những cái thông tin này. Ở đây thì mình chỉ giúp cho các anh chị có thể tìm hiểu cái thông tin nó nhanh hơn thôi. Nó sẽ giúp cho các anh chị tìm hiểu cái thông tin nhanh hơn thông qua một số những cái kết quả có sẵn của rất nhiều người, người ta đã đạt được ở trong Robby. Và đây không phải là tất cả các anh chị. Ví dụ như chị đối tác này, một tháng chị có cái mức hoa hồng bán lẻ là 28 triệu. Có phải rằng cái mức lương của các anh chị ở bên ngoài kia, nếu mà nó là 30 triệu các anh chị, thì nó cũng là một cái mức lương mà ao ước của rất nhiều người, đúng không các anh chị? Thì ở đây chỉ thông qua một cái loại chính sách thôi các anh chị, một cái loại hoa hồng của Robby là hoa hồng bán lẻ thôi, thì mình đã có thể đạt được cái điều đó rồi. Ví dụ như là gì các anh chị? 45 triệu tiền hoa hồng nha các anh chị, chứ không phải là doanh số nha các anh chị. Rồi ví dụ như là gì các anh chị? Mình nói là nữ thì bán hàng tốt hơn, nhưng mà nam các anh chị, nam cũng có thể tạo ra mức doanh số như thế này. Mức hoa hồng như thế này các anh chị, gần 50 triệu. Rồi, mức hoa hồng 57 triệu. Đó các anh chị, thì đây đều là những cái con số mà các anh chị có thể kiểm chứng, và rất rất là nhiều những cái thông tin nó có sẵn ở trong cái nền tảng của Robby. Ví dụ như đợt vừa rồi các anh chị, mình có những cái đối tác mà người ta bán hàng chỉ trong vòng 3 tháng nha các anh chị, 3 tháng thôi các anh chị. Thì người ta bán và người ta tạo ra được những cái mức doanh số này các anh chị, 1 tỷ 7, 1 tỷ 7 bán hàng trong vòng 3 tháng các anh chị. Rất là nhiều người, người ta nói rằng là cái kinh tế nó đang suy thoái, nó đang khó khăn, cái việc bán hàng nó không dễ dàng các anh chị. Nhưng mà tại sao ở Robby nó có những cái người mà chỉ trong vòng 3 tháng các anh chị, người ta có thể bán được 1 tỷ 7 các anh chị? Thứ nhất, đó là do cái hệ thống hỗ trợ của Robby. Thứ hai, đó là do cái sự chất lượng của sản phẩm các anh chị. Nếu mà sản phẩm không chất lượng làm sao bán được 1 tỷ 7 các anh chị? Nó là ở đây nó không phải là một đơn hàng, mà nó là rất 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 nhiều đơn hàng các anh chị. Cái người về nhì thì người ta đạt được cái mức doanh số trong 3 tháng là gì các anh chị? 1 tỷ 5. Cái người về ba thì người ta đạt cái mức doanh số là gì các anh chị? 1 tỷ 2. Thì người ta nói rằng là gì các anh chị? Con số nó không có biết nói dối các anh chị. Con số nó không biết nói dối. Và tất cả những cái thông tin này nó đều là cái thông tin người thật việc thật. Các anh chị có thể liên hệ trực tiếp những cái người này để mà các anh chị có thể tìm hiểu những cái thông tin này. Rồi đây, đây là một trong những cái chính sách mà những đối tác của Robby mình có thể nhận được. Đó là mình có thể nhận được những cái khoản thưởng, thưởng cuối năm, thưởng theo thành tích, thưởng theo doanh số, chẳng hạn như vậy các anh chị. Thì ở đây rất là nhiều những cái bản thưởng mình đã được trao ra nè các anh chị. Bản thưởng này không phải là cầm cho vui nha các anh chị, mà đều là công ty thanh toán xong phẳng hết tất cả những cái số tiền này. Tại vì như ông nói là cái nền tảng của Robby của mình là cái sự kết hợp của rất rất là nhiều những cái nhãn hàng. Và người ta thay vì người ta bỏ tiền, thay vì người ta phải bỏ tiền vào những cái kênh, ví dụ như là gì các anh chị, những cái kênh marketing truyền thống, những cái kênh quảng cáo, những cái kênh gọi là gì các anh chị, cửa hàng, thì người ta dồn cái phần ngân sách đó vào cái nền tảng của Robby, dồn cái phần ngân sách đó cho các anh chị là những người đối tác bán hàng của Robby, là những người trực tiếp để mà tìm kiếm khách hàng và đưa cái sản phẩm về các anh chị. Nên là mình sẽ có những cái khoản thưởng rất là lớn. Ví dụ như đây là một cái đối tác mà người ta được thưởng là gì các anh chị, lên tới cả tỷ đồng
À, sau một cái năm mà người ta hợp tác kinh doanh của Robin. Và cái trường hợp như này nó không ít các anh chị, rất là nhiều đối tác là các anh chị từ vài trăm triệu, 165 triệu cho tới là gì các anh chị, cho tới là ba trăm mấy triệu, cho tới là 500 mấy chục triệu. Tất cả mọi thứ nó đều có ở trên cái nền tảng của Robin. Thì cái buổi ngày hôm nay nó không phải là một cái buổi nói sâu về chính sách, nên là các anh chị sẽ tìm hiểu thêm ở những chương trình sau. À, ở đây thì mình sẽ liệt kê qua cho các anh chị. Ví dụ như là gì các anh chị, cơ hội để mà mình có thể đi du lịch nước ngoài. Bây giờ mình có bao giờ mình nghĩ rằng là gì, hiện tại các anh chị, hiện tại là gì các anh chị, mình đang đi tìm kiếm một cái phương thức để mà mình gia tăng thêm thu nhập, mình đang tìm kiếm thêm một cái cơ hội kinh doanh ở trên online thôi. Nhưng mà từ cái phương thức đó, từ cái cơ hội đó, nó giúp cho mình có thể được đi du lịch nước ngoài. Như ông nói, ở đây các anh chị có thể du lịch nước ngoài cùng với Robby, du lịch nước ngoài cùng với tất cả rất nhiều những cái nhãn hàng ở trên nền tảng của mình, và có rất là nhiều cái chương trình này, và những cái chương trình này nó được tổ chức quanh năm các anh chị. À, và rất là nhiều BDB người ta sẽ tổ chức ra những cái chương trình này. Ví dụ như có BDB á, à, có nhà cung cấp thì người ta sẽ tổ chức cái chương trình để các anh chị có thể là gì, các anh chị đạt những cái chỉ tiêu nào đó, thì các anh chị có thể du lịch qua Mỹ, rồi các anh chị có thể đi du lịch Đài Loan, các anh chị có thể du lịch Thái Lan, du lịch Singapore, du lịch Đài Nhật Bản. Thì các anh chị hỏi rằng là những cái chỉ tiêu để đạt được cái này á, nó có khó hay không? Thì bây giờ ông hỏi các anh chị một câu đơn giản thôi, theo như các anh chị, để mà các anh chị được đi Mỹ, đi Nhật free á, miễn phí á, nó có dễ không các anh chị? Mà còn đi theo cái chuẩn 5 sao cao cấp á, thì nó có dễ không các anh chị? Tất nhiên là nó không có dễ các anh chị, nhưng mà nó xứng đáng. Và ở Robby thì đã rất là nhiều người làm được cái điều đó rồi. Vậy thì quan trọng rằng là mình có muốn mình là cái người tiếp theo hay không mà thôi. Còn cơ hội thì nó không thiếu các anh chị. À, ở đây thì mình sẽ cho các anh chị thấy một số những cái hình ảnh này. Ví dụ như đợt rồi nè các anh chị, mình có một cái chuyến du lịch là đi Đài Loan dành cho hơn 300 đối tác xuất sắc của Robin. À, rồi mình có là cái chuyến du lịch kết hợp tham quan nhà máy tại New Zealand với lại là nhà cung cấp là Lina Pharmatech, à, dành cho những cái đối tác xuất sắc của nhãn hàng. Rồi mình có cái chương trình du lịch là gì các anh chị, đi Nhật Bản với lại là nhà Noah Legend dành cho những cái đối tác xuất sắc của nhãn hàng. Rồi mình có những cái chương trình du lịch là Thái Lan, à, của một cái nhà cung cấp khác. Rồi mình có cái chương trình là gì các anh chị, trao giải thưởng tiền mặt luôn các anh chị, 100 triệu cho một cái đối tác xuất sắc khi mà người ta đạt được cái kết quả kinh doanh trong một cái giai đoạn nào đó các anh chị. Như ông nói, cái lợi thế của Robby các anh chị là khi mà các chị hợp tác với Robby á, thì không phải rằng là các anh chị chỉ hợp tác đơn thuần với một mình doanh nghiệp Robby, mà các anh chị đang hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp với tiềm lực tài chính lên tới hàng ngàn tỷ các anh chị. Nên rằng là nó sẽ có rất là nhiều chương trình và nó tổ chức quanh năm cho các anh chị. Quan trọng là các anh chị có làm nghiêm túc hay không thôi. À, còn nền tảng đã có, nền tảng của Robby nó đã có rồi các anh chị, tiềm lực nó đã có rồi, à, tất cả những cái gọi là cái dẫn chứng nó đã có rồi các anh chị. Quan trọng là cái bước chân của các anh chị, à, mình có tiến lên hay không mà thôi. Đó, đây là những cái chương trình mà đợt vừa rồi mình tung ra là các anh chị, à, mình bán hàng mà mình còn được nhận là gì các anh chị, iPhone. Mình bán hàng mà mình được trao tặng những cái giải thưởng là iPad, là TV, là điện thoại, là tủ lạnh, là máy giặt, làm ghế massage, là hơn 5 tỷ ngân sách quà tặng và hơn 15.000 sản phẩm quà tặng các anh chị. Gần như là mình có rất là nhiều những cái chương trình được tất cả những cái BDB người ta tung ra các anh chị. Nên là đó là lý do tại sao mà hồi nãy các anh chị nghe Sắc Linh có nói đúng không ạ? Là cái điều khôn ngoan nhất ở cái thời điểm hiện tại các anh chị là mình phải hợp tác. Nếu như mà các anh chị hình dung rằng là để mà các anh chị có thể xây dựng được tất cả những cái điều nãy giờ giống như ấn nói, từ là cái hệ thống kho bãi, từ là cái đội ngũ nhân sự, cho tới là thương hiệu, cho tới là hệ thống showroom, cho tới là hệ thống online, à, cho tới là những cái đối tác cung cấp, cho tới là những cái sản phẩm, thì các anh chị phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mà các anh chị có thể xây dựng được nó các anh chị. Và khi mà các anh chị bỏ ra cái ngân sách quá lớn giống như vậy, thì thường các anh chị, mình sở hữu cái gì các anh chị, thì mình sẽ phải là gì các anh chị, à, mình sẽ phải phụ thuộc vào nó. Mình muốn đi đâu cũng không được hết các anh chị. À, mình muốn là gì các anh chị, mình phải bắt đầu với nó luôn, mình phải có rất là nhiều áp lực. Nhưng ở Robby các anh chị, khi mà các anh chị hợp tác với Robby thì các anh chị được sở hữu tất cả những cái điều đó, à, tất cả những cái điều đó mà mình không cần phải lo lắng về những cái việc mà rủi ro đó. Thì đó là cái điều mà mình có thể nhận được khi mình hợp tác với Robby. Rồi mình sẽ có thể là gì các anh chị, mình sẽ có thể tham gia rất là nhiều những cái chương trình đào tạo kinh doanh cầm tay chỉ việc từ A tới Z, giống như ông nói, Robby bây giờ nó đã là 5 năm rồi và có rất rất là nhiều những cái đối tác thành công, từ chương trình của nhà cung cấp, chương trình của chuyên gia, cho tới là cái chương trình của gọi là gì các anh chị, cái chương trình của những cái đối tác xuất sắc, người ta đã thành công. Và không phải những cái chương trình này nó chỉ dành cho mình đâu, mà kể cả là gì các anh chị, những cái khách hàng của mình, những cái người đang tìm hiểu Robby, mình cũng có thể tham gia những cái chương trình này để mà mình có thể hiểu hơn về sản phẩm, hiểu hơn về công ty, hiểu hơn về cái cách thức đặt hàng các anh chị. Rất là nhiều chương trình như vậy nó được tổ chức các anh chị, à, đó, nó thường xuyên và nó liên tục, và mình có thể học online
Khi nào mình rảnh thì mình học các anh chị, rất là nhiều chương trình và nó đều là những cái chương trình là gì các anh chị, cầm tay chỉ việc hết đó. Rồi, ok, vậy thì coi như là mình đã đi qua gần như trọn vẹn hết về cái kinh doanh của Robbie rồi các anh chị, về kinh doanh của Robbie rồi. Vậy thì bao nhiêu các anh chị cảm thấy rằng là mình đã muốn trở thành đối tác của Robbie thì mình comment giúp chấn cái từ là tôi muốn hợp tác đi các anh chị. À, mình comment xuống dưới cái từ tôi muốn hợp tác. Bây giờ nó chỉ còn một cái phần nhỏ xíu nữa thôi, là bây giờ hợp tác như thế nào các anh chị, hợp tác với công ty như thế nào các anh chị. Có rất là nhiều thứ mình muốn nhưng mà cái giá phải trả nó quá nhiều thì mình không có bỏ ra được các anh chị. Giống như mình muốn một cái chiếc xe siêu xe nhưng mà mình không đủ tiền để mình mua nó. À, nên là mình sẽ xem thử rằng là cái chi phí hay là cái giá để mà mình có thể kết hợp được với nhau nó là như thế nào các anh chị. Ok, thì mình chỉ còn một cái phần nhỏ đó nữa thôi trước khi mình kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Tuy nhiên, mình sẽ nói cho các anh chị một chút xíu về cái tầm nhìn của Robin để mà mình nói về cái yếu tố thời điểm các anh chị. Cái yếu tố thời điểm các anh chị. Xem thử rằng là ở cái thời điểm này, bây giờ ví dụ như đang là cái ngày 14 tháng 9 năm 2023. Mình sẽ xem thử rằng là cái thời điểm hiện tại khi mà mình quyết định mình hợp tác với Robin thì nó có còn là một cái thời điểm tiềm năng và thích hợp hay không? Hay là Robbie bây giờ nó đã 5 năm rồi? Nên rằng là gì các anh chị? À, là mình cảm thấy là nó có khi là nó đã qua cái cơ hội của mình rồi. Cơ hội là người ta nói rằng là gì các anh chị? Cơ hội là cái mà mình nhìn thấy rõ trong khi người khác vẫn còn đang mơ hồ. Cơ hội là cái mà gì các anh chị? Khi mà người ta vẫn còn đang phân vân, khi mà người ta vẫn còn đang lăn tăn thì mình đã nhìn thấy rõ, mình đã quyết định làm. Khi mà người ta đã làm thì mình đã thành công các anh chị. Đó mới là yếu tố cơ hội. Nên là cơ hội thường nó sẽ phải nói tới yếu tố về thời điểm. Vậy thì bây giờ đang ở năm 2023 thì mình sẽ cùng nhìn về cái tầm nhìn của kinh doanh của Robbie các anh chị. Tầm nhìn của kinh doanh Robbie giống như ông nói, đó là mình sẽ xây dựng nên một cái hệ thống phân phối những cái sản phẩm tư vấn các anh chị. Vậy thì mình sẽ xem thử rằng là một cái hệ thống phân phối những cái sản phẩm tư vấn đó các anh chị thì nó có cái quy mô như thế nào. Đầu tiên mình nói tới những cái kênh phân phối các anh chị. Các anh chị thấy những cái kênh phân phối mà trên thị trường nó đang có này, ví dụ như là Thế Giới Di Động này, ví dụ như là chuỗi Co-op này các anh chị, thì nó đều có quy mô là trên hàng chục ngàn tỷ các anh chị. Ví dụ như Thế Giới Di Động là 125.000 tỷ, Co-op nó là doanh thu của nó là 30.000 tỷ các anh chị. Tuy nhiên các anh chị sẽ xem những cái sản phẩm tư vấn, có phải rằng là Thế Giới Di Động thì nó chỉ bán những cái sản phẩm về điện máy thôi, còn những cái sản phẩm về làm đẹp, về sức khỏe, những cái sản phẩm về là gì các anh chị, về đồ gia dụng, những cái sản phẩm về tiêu dùng nó không bán các anh chị. Chuỗi Co-op thì nó lại không có bán những cái sản phẩm về điện máy, và cơ bản thì đây nó đều là những cái chuỗi truyền thống và nó vẫn phát triển chủ yếu là theo cái hình thức cửa hàng các anh chị. Nên là nó vẫn còn phải phát triển trên cái nền tảng online. Nhưng mà các anh chị nhìn cái quy mô của những cái nền tảng phân phối như này nè các anh chị, là mình đã thấy cái sự khủng khiếp của những cái nền tảng phân phối rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ liệt kê một vài những cái ngành mà mình gọi là cái sản phẩm tư vấn để mà mình xem thử rằng là cái tiềm năng thị trường nó sẽ lớn tới đâu các anh chị. Vậy thì nếu như mà những cái sản phẩm về là sức khỏe, là thực phẩm chức năng các anh chị, thì doanh số của nó ở thị trường Việt Nam á, Việt Nam á các anh chị, là 150.000 tỷ. Những cái sản phẩm làm đẹp các anh chị, doanh số của nó mỗi năm ở thị trường Việt Nam là 51.000 tỷ. Bảo hiểm các anh chị là 159.000 tỷ, hoặc là thương mại điện tử các anh chị thì 3.425.000 tỷ. Tuy nhiên các anh chị nhìn những cái sản phẩm thương mại điện tử này, ô tô người ta đâu có đưa lên bán trên thương mại điện tử đâu các anh chị, tại vì người ta cần tư vấn. Bất động sản cũng vậy các anh chị, người ta không có bán trên thương mại điện tử. Nhưng mà mình cứ tạm gọi đây là những cái sản phẩm mà nó có những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực nó có sản phẩm phù hợp với lại là yếu tố tư vấn. Thì mình cộng lại hết tất cả những cái ngành này các anh chị thì doanh thu của nó các anh chị đã là 3.925.000 tỷ rồi. Và mình chỉ cần mình sở hữu cho mình 1% cái thị trường này thôi các anh chị. 1% của mình tạm liệt kê ra đây 4 cái ngành thì doanh số của nó đã là 39.000 tỷ rồi các anh chị. Là nó hơn 1 tỷ đô rồi. Đó là lý do tại sao các anh chị. Đó là lý do tại sao á mà ở cái thời điểm hiện tại á các anh chị thì Robbie đưa ra một cái mục tiêu. Đó là 1 tỷ doanh số các anh chị. 1 tỷ doanh số ở thị trường Việt Nam. Tất nhiên nó không phải là bây giờ, mà nó là sau 5 năm nữa các anh chị. Và cộng đồng của mình nó sẽ mở rộng ra là 1 triệu thành viên các anh chị. Đó là cái kỳ vọng của mình ở thị trường Việt Nam. Vậy thì nếu như mà mình ráp nó vào trong cái bức tranh tăng trưởng, các anh chị sẽ nhìn thấy đó, là cái thời điểm mà mình đang đứng này nè các anh chị, nó là cái thời điểm này nè các anh chị, là cái chấm vàng và cái chấm đỏ ở đây nè các anh chị, là mình sẽ thấy rằng là gì các anh chị, nó đang rất là thấp thôi. Trong năm 2023 là gì các anh chị, mình có 100.000 thành viên
Và mình có là gì các anh chị? Mình có cái mức doanh số là 1.200 tỷ các anh chị. Vậy thì so với lại là cái mục tiêu của mình sau 5 năm nữa các anh chị, là mình còn cách là gì các anh chị? Về mặt doanh số là mình còn cách đó 20 lần. Và về mặt gọi là số lượng user thì mình còn cách đó là thêm 10 lần nữa các anh chị. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là nó là một cái đường tăng thẳng đứng các anh chị. Mình kinh doanh cái gì mà nó đúng xu hướng các anh chị. Người ta nói rằng là nếu như mà đứng giữa cái tâm bão các anh chị thì một cái chú lợn cũng có thể bay. Nên nếu như mà mình đi kinh doanh đó các anh chị, mình phải xem cái gì mà nó có cái yếu tố tiềm năng thị trường, nó có đúng xu hướng hay không. Xu hướng bây giờ là thương mại điện tử, xu hướng bây giờ là một cái ứng dụng mà nó kết hợp cả online lẫn offline, xu hướng bây giờ là một cái cộng đồng lớn các anh chị. Thì tất cả những cái điều đó nó đều có ở trong Robby hết. Và mình sẽ tự tin rằng mình làm được cái điều đó thông qua cái chiến lược nào các anh chị? Thông qua cái chiến lược nào? Đây các anh chị, đó là mình sẽ có từ đây tới năm 2024 thì mình sẽ có là gì các anh chị? 20 cái showroom. Mình sẽ có 100 cái bảng quảng cáo phủ khắp toàn bộ cái thị trường Việt Nam ở những cái vị trí đắc địa nhất. Mình sẽ có cái hệ thống là bán hàng và đào tạo live stream ở trên app của mình. Có nghĩa là thay vì các anh chị xem live stream ở trên Facebook, các anh chị xem live stream ở trên TikTok, thì các anh chị sẽ xem live stream ở trên app của Robby luôn. Khách hàng của mình cũng giống như vậy các anh chị. Và khách hàng của mình người ta có thể vào những cái showroom, vào những cái super showroom của mình để mà người ta mua sản phẩm. Rồi ngoài ra là gì các anh chị? Nó tích hợp những cái hệ thống QR code và rất rất là nhiều những cái hệ thống khác. Thì đó là những cái lộ trình nó rất là rõ ràng cho cái bức tranh, cho cái gọi là cái gì các anh chị? Cho cái kế hoạch 5 năm của mình các anh chị. Đây là một số những cái hình ảnh đầu tiên. Đây là cái super showroom mà mình sẽ tạo ra ở Cần Thơ. Nó sẽ ra mắt vào tháng 12 này các anh chị. Diện tích của nó là hơn 1.000 mét vuông. Đó, thì nó đang bắt đầu thi công rồi. Rồi đây là cái bảng quảng cáo mà mình đã đặt ở là gì các anh chị? Ở cái chương trình, ở cái sân bay. Các anh chị cũng biết cái lưu lượng mà người ta tới sân bay nó nhiều như thế nào. Nên ngày hôm nay các anh chị hình dung rằng là các anh chị đang hợp tác với một cái doanh nghiệp mà nó đang có một cái tầm nhìn rất là lớn, đang có một cái mục tiêu rất là lớn. Vậy thì nếu như mình hợp tác một cái doanh nghiệp mà nó có tiềm lực, nó bài bản giống như vậy các anh chị, thì chắc chắn rằng là mình sẽ có nhiều những cái sự tự tin hơn. Và một cái điều hay nữa là gì các anh chị? Cái thời điểm mà các anh chị hợp tác nó đúng ngay cái thời điểm này. Cái thời điểm này các anh chị nó không phải là quá sớm. Tại sao mà Ấn nói cái điều này? Nếu như mà Ấn chia sẻ cái câu chuyện này với các anh chị vào cách đây 5 năm hoặc là vào cách đây 3 năm đó các anh chị, thì gần như là gì các anh chị? Ở cái thời điểm đó chưa có bất cứ một cái gì thành hình hết. Nó còn rất là nhiều những cái dở dang, còn rất là nhiều cái sự thiếu thốn, và đặc biệt là chưa có nhiều những cái kết quả thành công. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại thì sao các anh chị? Đã có quá nhiều những cái câu chuyện thành công và cái hướng đi cũng rất là rõ ràng. Cái doanh số của mình nó là 1.000 tỷ các anh chị. 1.000 tỷ để mà nói lên cái điều gì các anh chị? Nó không còn là một doanh nghiệp nhỏ nữa các anh chị. Ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là cũng không có phải rằng là có quá nhiều và quá dễ để mà một cái doanh nghiệp đạt được cái mức doanh số này. Nhưng mà nó tất cả mọi thứ nó chỉ là bắt đầu thôi. Mình sẽ còn một cái đường tăng trưởng rất là dài như này nè. Nếu như mà các anh chị bắt đầu xuất phát ở đây thì mình có thể là gấp 10, gấp 20, thậm chí gấp rất nhiều lần cái thu nhập của mình vào 5 năm tiếp theo. Còn nếu như mà mình không bắt đầu, những cái gì mà ông nói, các anh chị vẫn hồ nghi, các anh chị vẫn không tin tưởng, thì chắc chắn rằng là gì các anh chị? Nó sẽ rất là khó khăn cho chúng ta, cho những cái sự lựa chọn của mình các anh chị. Ok, vậy thì cuốn lại các anh chị, đây là cái slide cuối cùng để mình chia sẻ với các anh chị nè. Là để mà các anh chị có thể sở hữu siêu cái ứng dụng kinh doanh đa nền tảng này các anh chị, mình có 4 không: không vốn nhập hàng, không giao hàng, không tồn kho, không cần kinh nghiệm. Đổi lại, mình được sở hữu toàn bộ cái hệ sinh thái kinh doanh đẳng cấp với vốn đầu tư cực thấp, tiêu dùng tiết kiệm và cái cơ hội thu nhập là rất là nhiều những cái khoản thu nhập các anh chị. Và để mà các anh chị có thể sở hữu cái hệ sinh thái này thì các anh chị chỉ cần bỏ ra một cái mức phí, nó gọi là phí nền tảng các anh chị, phí duy trì tài khoản, nó là 100.000 mỗi tháng thôi các anh chị. Theo như các anh chị là 100.000 một tháng để mà mình có thể xây dựng nên tất cả những cái điều nãy giờ giống như Ấn nói mà Robby đã làm, thì theo như các anh chị là mình có thể làm được không các anh chị? Chỉ 100.000 một tháng mà mình có thể xây dựng được một cái doanh nghiệp giống như vậy không các anh chị? Để mà mình có thể bắt đầu đi kiếm tiền không các anh chị? Nên là các anh chị cảm thấy rằng là cái mức 100.000 này thì theo như Ấn thấy thì nó quá thấp các anh chị. Và đó là cái mức phí nền tảng mà chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp khi mà các anh chị sử dụng toàn bộ cái hệ sinh thái kinh doanh của Robby để mà mình đi kinh doanh các anh chị. Và mình tin chắc rằng là gì các anh chị? Là tất cả những cái hệ sinh thái này thì các anh chị phải tự tin một điều rằng là gì các anh chị? Nó sẽ giúp cho các anh chị có thể kiếm được trên 100.000. Nó sẽ giúp cho các anh chị kiếm được trên 100.000. Chứ nếu như mà các anh chị đi kinh doanh mà các anh chị chỉ nghĩ rằng là mình không thể nào kiếm được 100.000 một tháng thì nó còn thua với công việc hiện tại của mình nữa. Thì đâu có gọi là kinh doanh các anh chị. Nên ở đây Lớn nghĩ là một cái mức phí mà nó không có phải là chỉ là một cái mức phí tượng trưng thôi,
để mà thể hiện cái sự nghiêm túc và cái sự cam kết của chúng ta thôi các anh chị. Thì đây là cái điều kiện duy nhất để mà các anh chị có thể là gì, các anh chị hợp tác với cái nền tảng này. À, tuy nhiên để mà các anh chị có thể hợp tác cùng với Robin thì mình sẽ là gì các anh chị, nếu như mà mình muốn cái quyền lợi của mình là tối đa ở cái vai trò là đối tác, thì bên cạnh cái việc mà phí nền tảng thì chúng ta sẽ có một cái khoản gọi là khoản ký quỹ. Và cái khoản ký quỹ này á, thì thực tế là gì các anh chị, nó không phải là cái số tiền mà các anh chị sẽ mất đi, mà nó đơn giản là một cái số tiền mà giống như là các anh chị để trong một cái tài khoản ngân hàng. Và cái tài khoản ngân hàng đó là của các anh chị, và các anh chị có thể rút nó ra bất cứ một lúc nào. Thì cái số tiền ký quỹ này nó để đảm bảo cho cái việc là gì các anh chị, để mà các anh chị để mà mình sẽ không có những cái người mà người ta trục lợi trong cái mô hình này, hoặc là người ta phá trong cái mô hình này các anh chị. Ví dụ như là người ta vào, người ta bom cái đơn hàng thì là gì các anh chị, nó sẽ gây ra thiệt hại. Hoặc là có những cái người mà người ta vào đây không phải với cái ý định kinh doanh, tại vì là Robby với những cái quyền lợi vượt trội như vậy thì mình phải cam kết với những cái nhà cung cấp của mình là mình phải phân loại giữa cái người khách hàng và cái người kinh doanh thực sự. Thì đối với những cái người kinh doanh thực thụ thì mình sẽ có một cái khoản ký quỹ này, và các anh chị sẽ được hoàn lại 100% cái số tiền này. Robby sẽ không đụng tới một đồng nào ở trong cái số tiền này hết, và các anh chị sẽ có thể hoàn lại 100% số tiền này nếu như mà các anh chị không còn kinh doanh nữa. Và nó có quy định đầy đủ ở trong cái hợp đồng của Robby với các anh chị, nên gần như cái số tiền ký quỹ này thì nó không phải là cái số tiền mà các anh chị mất, mà mình sẽ chỉ có một cái khoản phí nền tảng là 100.000 mỗi tháng mà thôi. Để đổi lại là gì các anh chị, mình sẽ có một cái so sánh nè. Nếu như mình không có ký quỹ so với việc mình ký quỹ thì nó khác nhau như thế nào. Nếu như mà mình không ký quỹ á các anh chị, thì mình sẽ chỉ có thể nhận được một cái mức chiết khấu đâu đó nó tầm là gì các anh chị, 15-30% thôi, nó thấp hơn rất là nhiều so với mức chiết khấu tối đa là 30-45% của đại lý. Ngoài ra các anh chị thì mình sẽ không có những cái tính năng ở trên app, ví dụ như là marketing center, ví dụ như là affiliate, ví dụ như là CRM, thì nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Ngoài ra các anh chị thì mình sẽ không thể nào mà mình có thể tham gia được những cái chính sách như là affiliate, chính sách về KOL, chính sách về giảng viên, huấn luyện viên, hoặc là những cái trưởng nhóm kinh doanh, mình sẽ không thể nhận được các anh chị. Ngoài ra mình cũng sẽ không thể nào tham gia những cái chương trình huấn luyện chuyên sâu và đặc biệt của công ty. Nên nếu như mà các anh chị đã đi kinh doanh thì các anh chị hãy cố gắng mình lựa chọn một cái kinh doanh mà nó có đầy đủ cái quyền lợi nhất để mà mình có thể nhanh chóng gặt hái được những yếu tố thành công. Thì ở đây đó là mình hãy cố gắng mình đăng ký trở thành đối tác của Robby để mà mình có thể hưởng được tất cả những cái quyền lợi nha các anh chị. Rồi đây, thì khi mà các anh chị đăng ký trở thành đối tác của Robby này các anh chị, thì ngay lập tức các anh chị sẽ được tặng một cái khóa học là nền tảng hướng dẫn kinh doanh online từ cơ bản đến nâng cao bởi những cái người thật việc thật là những cái chuyên gia của Robby. Để mà người ta sẽ hướng dẫn cho các anh chị từ là cái chiến lược kinh doanh cho tới cái cách bán hàng, trang bị như nào và cái kỹ năng về tài chính như nào, thì tất cả mọi thứ nó sẽ đều được trang bị trong cái khóa học này, và các anh chị được tặng free cái khóa học này. Ngoài ra là gì các anh chị? Các anh chị sẽ được tham gia vào những cái chương trình đào tạo kinh doanh cầm tay chỉ việc từ A tới Z, từ những cái chương trình về bán hàng, về marketing, cho tới những cái chương trình coaching vào lúc 5 giờ sáng, cho tới những cái khóa đào tạo về quản lý tài chính, quản lý thời gian, cho tới những cái chương trình marketing không đồng và những cái chương trình đào tạo kỹ năng nâng cao cho những cái đại lý xuất sắc của mình. Đó, thì tất cả những cái chương trình này các anh chị sẽ được tham gia. Một tùy vào cái chương trình, thì đa phần ở trong đây, nếu như mà cái chương trình do Robby đứng ra tổ chức thì đều là miễn phí hết. Còn nếu như mà mình có mời một số những cái chuyên gia ở bên ngoài vào, thì bởi vì là những cái người đó là những cái người mà người ta có phí, nên là mình sẽ cùng nhau mình chi trả một cái phần phí rất nhỏ cho những người đó thôi. Còn đại đa phần những cái chương trình Robby trực tiếp tổ chức thì nó đều là miễn phí dành cho các anh chị hết. Rồi, đặc biệt hơn nữa các anh chị, là nếu như mà các anh chị trở thành đối tác của Robby, thì ngay trong tháng đầu tiên khi mà các anh chị là đối tác, có nghĩa là ngay trong 30 ngày đầu, các anh chị sẽ nhận ngay một cái kho quà tặng trị giá là 2 triệu đồng dưới dạng là voucher, mà chỉ có các anh chị mới có được quà tặng này thôi. Người mới có được cái điều này thôi, là có nghĩa là dành cho những đại lý mà mình đăng ký đại lý trong cái buổi tối ngày hôm nay, thì mình sẽ nhận được cái kho voucher này của rất rất là nhiều những cái nhà BDB. Mình sẽ nhận được cái voucher 100.000, nhận được voucher 200.000, nhận được voucher 50.000 hoặc là nhiều hơn khi mà mình mua một cái sản phẩm bất kỳ, những cái sản phẩm bất kỳ và thỏa điều kiện của những cái nhà BDB này. Và nó sẽ không có giới hạn cái số lượng voucher và không có giới hạn cái số lượng BDB. Nên đây là một cái quà tặng là gì các anh chị? Mình kinh doanh thì mình không có mất gì rồi các anh chị. 2 triệu rưỡi cũng không phải là cái số tiền mà mình mất, mà mình ngay lập tức là mình nhận về cái giá trị quà tặng là 2 triệu. Và rất 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 nhiều những cái chương trình huấn luyện kèm theo như vậy. Thì các anh chị cảm thấy là nó đáng hay là nó quá đáng các anh chị? Nó đáng hay quá đáng các anh chị? Các anh chị có thể comment xuống dưới để mà mình cùng chia sẻ với nhau các anh chị. Đó, quá nhiều quyền lợi các anh chị, quá nhiều quyền lợi.
và mình sở hữu toàn bộ cái hệ thống này. À, toàn bộ cái hệ thống này các anh chị. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là trong tháng này các anh chị thì chúng ta vẫn đang còn một cái ưu đãi dành cho các anh chị. Đó là các anh chị sẽ chỉ cần, thay vì các anh chị ký quỹ một cái mức là 2 triệu rưỡi thì các anh chị sẽ chỉ cần ký quỹ một cái mức là 1 triệu rưỡi mà thôi các anh chị. À, 1 triệu rưỡi mà thôi. Vậy thì chưa bao giờ mà cái số lượng những cái chương trình ưu đãi nó nhiều như trong cái thời gian này các anh chị. Đó là lý do tại sao mà các anh chị cần phải đưa ra cái quyết định ngay trong buổi tối ngày hôm nay để mà mình có thể nhận được tất cả những cái ưu đãi này. À, và khi mà các anh chị là trở thành đối tác các anh chị, thì đối với đối tác mới thì chúng ta sẽ đăng ký một cái gói để mà mình có thể trở thành đối tác, là mình sẽ đăng ký là đóng phí nền tảng trong vòng 6 tháng luôn nha các anh chị. Rồi, là 599.000. Ok, đây. Đây là gọi là gì các anh chị? Đây là cái thông tin nó ghi rõ ở trên cái hợp đồng để các anh chị có thể biết được. À, đây là cái thông tin nó ghi rõ ở trên cái hợp đồng. Nó có đầy đủ cái quy định về cái việc mà mình sẽ hoàn trả cái tiền ký quỹ trong vòng 7 ngày khi mà đối tác ngừng kinh doanh, và mình sẽ hoàn trả đủ cái số tiền này cho các anh chị. À, tất cả mọi thứ nó đều có ở trong cái hợp đồng và nó có giá trị pháp lý. Thì đây là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị. Chắc chắn rằng là các anh chị sẽ còn quan tâm tới những cái thông tin chi tiết hơn nữa về chính sách hợp tác chi tiết, cũng như là cái cách thức để mà mình đi sâu hơn nữa vào. Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay đó, thì các anh chị hãy comment xuống dưới. Nếu như anh chị nào mà mình quan tâm, mình muốn trở thành đối tác của Robin, thì mình comment là cái chữ đối tác và bốn cái số điện thoại cuối của mình. Để mà những anh chị là những cái người hướng dẫn cho mình đó, người ta sẽ biết cái thông tin đó và người ta sẽ hướng dẫn chi tiết thêm cho mình, cũng như là hỗ trợ cho mình để mà mình có thể trở thành đối tác. À, và mình có thể rằng là gì các anh chị? Là mình có thể được hỗ trợ những cái quyền lợi tốt nhất các anh chị. Nên là các anh chị hãy comment cái số điện thoại của mình cùng với cái từ là đối tác. Ở đây thì mình không có muốn đưa ra cái sự lựa chọn là cộng tác viên các anh chị. Tại vì thật sự là để mà các anh chị sở hữu tất cả mọi cái nền tảng giống như nãy giờ mà Ấn nói, cùng với những cái mà nó đang là cái xu hướng dẫn đầu, cùng với một cái thị trường mà nó tiềm năng giống như vậy, mà nếu như mà các anh chị còn chần chừ, các anh chị còn đặt lên đặt xuống xem thử là có nên là cộng tác viên hay là đại lý, thì thật sự là nó quá uổng phí các anh chị. Nên ngày hôm nay thì mình chỉ mong muốn là các anh chị là gì, các anh chị nếu như mà các anh chị thật sự mình muốn trở thành đối tác, thì mình để lại bốn cái số điện thoại cuối cùng để mà những cái người hướng dẫn, những cái người hỗ trợ, người ta sẽ có những cái thông tin chi tiết cho các anh chị thêm trong cái quá trình mà các anh chị tìm hiểu thôi. Đó, thì các anh chị comment xuống dưới để mà mình có thể rằng là được cái sự hỗ trợ nha các anh chị. Rồi, ok, thì trong cái quá trình mà các anh chị tìm gọi là các anh chị đăng ký ấy, thì mình cũng sẽ nhận một vài những cái câu hỏi để mà mình có thể trả lời. Cái buổi Zoom này của mình thì nó rất là đông, nên là các anh chị có thể comment cái câu hỏi của mình xuống nha. Thì Ấn có thể đọc cái câu hỏi thì mình sẽ trả lời. Thì chắc là mình sẽ chỉ có cái thời gian để mình trả lời đâu đó tầm khoảng là 3 câu hỏi thôi. 3 câu hỏi và nó phải xoay quanh những cái chủ đề mà chúng ta đã trao đổi trong cái buổi tối ngày hôm nay nha. Và các anh chị cứ tiếp tục comment cái thông tin của mình để mà mình nhận được cái sự follow tốt nhất các anh chị. Ok các anh chị, best nhất nha. Theo như quan điểm của mình là mình sẽ phải đăng ký là đối tác. Còn trong cái trường hợp mà mình coi như là mình cảm thấy rằng là mình vẫn đang còn suy nghĩ thì mình đăng ký là cộng tác viên cũng được. Nhưng mà mình cái này là cái hạn chế các anh chị. Tại vì nó có rất là nhiều những cái hạn chế. Thì nếu như mà các anh chị lựa chọn là cộng tác viên thì các anh chị comment là cộng tác viên là CTV á, cộng với 4 cái số điện thoại cuối của mình. Để mà mình được cái sự hỗ trợ nha các anh chị. Thì các anh chị cứ comment nhé. Rồi, ok. Mình sẽ xem thử có cái câu hỏi nào thì mình sẽ trả lời nhé. Trước khi mà mình trả lời thêm một vài câu hỏi thì mình cũng có cái slide cuối cùng để mình nhắn nhủ với các anh chị thôi. Cái sự dẫn dắt của mình để mình bước vào cái buổi tối ngày hôm nay, và chắc chắn là cái sự dẫn dắt để mà mình vẫn còn tới tận giờ phút này, mình vẫn còn ngồi ở trong đây các anh chị. Có thể là mỗi người thì mình có một cái lý do khác nhau các anh chị, nhưng mà đa phần thì nó sẽ có một cái sự dẫn dắt, một cái sự thôi thúc nào đó ở bên trong mình. Nó đến từ một cái điều gì đó mà mình vẫn mong muốn, mình vẫn đang tìm kiếm trong cuộc sống của mình. Có thể đó là cái việc mà mình gia tăng thêm tài chính. Ở đây Robby không phải là đưa ra cái tiền triệu này triệu kia, chục triệu này chục triệu kia, tiền trăm triệu, tiền tỷ, để mà nói với các anh chị là các anh chị cũng phải đạt được những cái điều đó, không các anh chị. Mỗi người mình sẽ có một cái gọi là cái thang giá trị khác nhau. Mỗi người mình sẽ đi tìm kiếm một cái điều gì đó khác nhau các anh chị. Quan trọng là nó phù hợp với mình. Quan trọng là mình cảm thấy rằng là đó chính là cái điều mà mình cần các anh chị.
thì có thể đó là gì các anh chị, gia tăng thêm về mặt tài chính, có thể là sự tự do về mặt tài chính, hoặc là có công ty riêng, hoặc là có một cái sự tự do mặt thời gian, hoặc là nghỉ hưu sớm, hoặc là cái sự phát triển bản thân, giúp đỡ người khác, thêm mối quan hệ chất lượng, rồi con cái được giáo dục tốt hơn, hay là mình có thể để lại một cái gì đó cho những cái thế hệ mai sau, hoặc là đơn giản là có một cái ngôi nhà đẹp, hoặc là được du lịch thế giới các anh chị. Thì cái ước mơ của anh chị là gì đi nữa thì nó cũng đều rất là đáng trân trọng. Và Ứng phải khẳng định rằng là các anh chị có mặt tới tận giờ phút này là gần 2 tiếng đồng hồ là lý do là các anh chị đang có một cái điều gì đó nó thôi thúc ở trong bên trong các anh chị. Thì mình chỉ khi mà các anh chị có những điều đó rồi thì các anh chị hãy thử đặt ra những câu hỏi này một cách thật sự nghiêm túc này các anh chị. Buổi tối ngày hôm nay các anh chị hãy đặt ra những câu hỏi này thật sự nghiêm túc này các anh chị. Đó là gì các anh chị? Là đối với các anh chị, giống như trong cái hình này mà Ứng đang chia sẻ này, đối với các anh chị thì cái điều nào là cái điều mà quan trọng nhất với các anh chị? Các anh chị có thể chọn cho mình một điều, hoặc là các anh chị ghi nhớ trong bản thân mình, hoặc là mình có thể comment xuống dưới cũng được các anh chị, comment xuống dưới cũng được các anh chị. Cái điều nào là cái điều quan trọng nhất với các anh chị là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai các anh chị là có thật sự cái điều đó là cái điều quan trọng nhất với các anh chị hay không? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba các anh chị là nếu như mà các anh chị không thể đạt được cái điều đó thì cái điều tồi tệ gì nó sẽ xảy ra với các anh chị? Đó là câu hỏi thứ ba. Và câu hỏi thứ tư các anh chị, vậy thì liệu rằng các anh chị đã có cái giải pháp nào, có cái cách thức nào để giúp cho các anh chị đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn nhất đó chưa? Bao nhiêu năm qua các anh chị, nếu như mình hãy tối nay các anh chị mình đóng máy sớm, mình không cần nhớ nhiều nội dung trong buổi ngày hôm nay của Ấn, mà mình chỉ cần nhớ bốn câu hỏi này thôi các anh chị, và mình tự trả lời một cách nghiêm túc cho bốn câu hỏi này. Và nếu như các anh chị tìm ra câu trả lời thông suốt cho bốn câu hỏi này thì ngày mai các anh chị sẽ là một người rất khác. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì đây là cái điều mà quan trọng với các anh chị và các anh chị nhất định phải đạt được. Thì nếu như mà mình đạt được thì mình đã đạt được rồi các anh chị. Và mình không thể dùng những cái phương thức cũ để mà mình đạt được những cái điều mới được các anh chị. Mình không thể nào mình cứ gieo một cái trái cam để mà mình hy vọng nó ra một trái táo được các anh chị. À, anh Tân có một câu nói là gì các anh chị? Cái người điên rồ là cái người mà cứ lặp đi lặp lại những cái hành động giống nhau mỗi ngày mà lại hy vọng là ra những kết quả khác nhau các anh chị. Nên nếu như ngày hôm nay các anh chị có một cái điều gì đó mà các anh chị mong muốn mà các anh chị chưa làm được thì các anh chị phải làm nó một cách khác đi các anh chị. Và có thể rằng kinh doanh Robin chính là một cái sự khác đi đó các anh chị. Chính là một cái sự khác đi đó. Và nếu như các anh chị nghiêm túc trả lời những câu hỏi đó và lựa chọn làm Robin thì mình sẽ rất vui được đồng hành cùng với các anh chị. Và rất là vui để mà chúng ta cùng nhau ngồi trên một cái tuyến tàu tốc hành, tàu siêu tốc, để mà mình sẽ đi 5 năm tiếp theo các anh chị. Để mà mình đi từ một cái nơi như này này các anh chị, mình sẽ bưng lên như thế này. À, đó là những cái chia sẻ cuối cùng của mình dành cho các anh chị nhé. Rồi, mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi nè trước khi mình kết thúc nè. Tổng thể là từ khi đăng ký cho tới khi làm đối tác là hết bao nhiêu? Thì các anh chị cứ nhớ một cái điều đơn giản là như này. À, để mà các anh chị có thể sở hữu toàn bộ cái hệ sinh thái của Robin, từ là cái ứng dụng cho tới là những cái hệ thống showroom, cho tới cái nền tảng về sản phẩm, về thương hiệu, tất cả mọi thứ, thì các anh chị sẽ chỉ phải bỏ ra 100.000 một tháng mà thôi. Nó gọi là phí nền tảng, phí thành viên. Thì các anh chị hình dung rằng là gì các anh chị? 100.000 thì Ấn nghĩ là nó cũng chỉ bằng với lại là một cái bữa ăn sáng của hai vợ chồng thôi. Nên cái này là nó không có đáng kể rồi các anh chị. À, vậy thì đối với cái người mới á các anh chị, thì mình sẽ đóng phí là mình sẽ đóng một lần là 6 tháng. À, là 566.000. À, 599.000. Thì mình sẽ bắt đầu có thể trở thành cộng tác viên. Nhưng mà mình không nên chỉ đơn thuần là cộng tác viên các anh chị, mà mình hãy trở thành đại lý, để đối tác chính thức, để mà mình có thể nhận được full tất cả những cái quyền lợi. Thì đối với đối tác chính thức thì chúng ta sẽ có thêm một cái khoản ký quỹ mà ở cái thời điểm hiện tại nó là 1.500.000. Thì đó là tất cả những cái gì mà các anh chị sẽ phải bỏ ra cho cái kinh doanh này. À, để mà mình có thể sở hữu được một cái cơ hội các anh chị nha. Rồi. Thì Ấn biết rằng là các anh chị sẽ còn một số những cái câu hỏi nữa mà các anh chị sẽ thắc mắc. Tuy nhiên á, thì sau cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị nên liên hệ lại với lại là cái người hỗ trợ của mình, để mà các anh chị có những cái buổi sâu hơn, mà các anh chị được hiểu về cái chính sách,
trực tiếp và chi tiết nó như thế nào. Bởi vì ở đây như ông nói, mình có rất là nhiều những cái chính sách, nó đến từ Shopee, nó đến từ những cái nhãn hàng, và rất rất là nhiều những cái chính sách. Và tất nhiên đã nói tới chính sách, đã nói tới con số, thì mình phải có đủ cái không gian và thời gian để trao đổi và chia sẻ, để mà từ đó các chị có thể lên một cái kế hoạch kinh doanh nó cụ thể luôn. Nên là mình hãy nhanh chóng liên hệ lại với cái người hỗ trợ, cái người hướng dẫn của mình, để mà họ sẽ giúp cho mình có thể tìm hiểu được những cái điều đó. Rồi, thì ở đây thì mình thấy rằng là nó cũng không có còn nhiều câu hỏi nữa, nên là chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay ở đây. Và cái thông điệp cuối cùng mà muốn nhắn nhủ với các anh chị, đó là gì các anh chị? Đó là rất là cảm ơn các anh chị là mình đã tham gia cái buổi ngày hôm nay tới tận cái thời điểm này. Và mình có thể khẳng định với các anh chị một điều rằng là gì các anh chị? Đó là công ty Robin rất là nghiêm túc trong cái việc mà phát triển. Và con số, lịch sử nó không biết nói dối các anh chị. Những cái gì mà mình đã làm được thì mình đều đã chia sẻ cùng với các anh chị. Cái phương án kinh doanh như thế nào mình đã chia sẻ. Và sau cùng thì nó đến từ cái quyết định của các anh chị. Người ta nói rằng là gì các anh chị? Cái bí mật, cái sự thành công, cái sự sung túc của các anh chị, mà nó không phải là bí mật, mà nó đều bắt đầu từ một thứ duy nhất thôi các anh chị. Đó là cái quyết định các anh chị. Cái quyết định, nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ các anh chị. Nên chúc cho các anh chị sẽ có một cái quyết định đúng đắn sau cái buổi tối ngày hôm nay. Và chúc cho các anh chị là gì các anh chị? Mình dù có lựa chọn hay không lựa chọn thì mình cũng sẽ luôn luôn thành công, và luôn luôn có một cái cuộc sống trọn vẹn với những cái mục tiêu của mình đề ra các anh chị. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những cái chương trình sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi các anh chị có thể bật mic lên để mà mình cùng nhau gửi cái lời chào nha các anh chị. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Chào cả nhà. Found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong.